chương 4760, thần điểu. Lưu Minh Thân là tộc nhân cực kỳ kiệt suốt đời thứ ba của Lưu Gia, thậm chí tương lai có cơ hội tiếp nhận vị trí gia chủ, làm gì cần đi đào góc tường nhà mình. Lăng Hàn hứng thú càng lớn, hắn lặng lẽ vận dụng quỷ ảnh bộ, đừng nói Lưu Minh, chính là cao thủ hóa linh cảnh gia chủ Lưu Gia cũng không phát hiện sự tồn tại của hắn. Lưu Minh nhìn trái nhìn phải, hắn mở cửa phòng và đóng chặt lại. Nhưng hắn cũng không biết rõ, Lăng Hàn đã lặng lẽ tiến vào trong phòng, hắn muốn xem đối phương định làm gì, Lưu Minh đẩy ra một cái ngăn tủ, đằng sau chính là cửa ngầm. Sau khi hắn mở ra thì Lăng Hàn tiến vào trước. A, à, Lưu Minh cảm giác được cái gì đó, nhưng sau khi hắn sững sốt một lúc, hắn vẫn tiến vào cửa ngầm và đóng ngăn tủ. Thời gian không dài, hắn nhanh chóng đi tới cuối con đường. Nơi này là một cái bí thất không lớn, hơn nữa bảy biện vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn đá mà thôi. Trên bàn đá là một cái hộp, cũng không biết làm bằng chất liệu gì. Lưu Minh đi đến bên cạnh bàn đá, hắn rất hưng phấn và mở hộp ra lập tức, một cái đầu nhỏ ló ra khỏi hộp, Lăng Hàn nhìn thật cẩn thận, đây là một con chim nhỏ, lông vũ toàn thân bốc cháy như lửa, bản thân xinh đẹp không gì sánh được. Đến, ta cho người ăn, Lưu Minh nói, hắn đặt khoáng thạch trên bàn đá, chim nhỏ lập tức nhảy ra ngoài, nó ngậm lấy một khoáng thạch và nhai nuốt sạch sẽ. Thì ra là thế, Lưu Minh trộm lấy khoáng thạch là vì nuôi chim nhỏ này. Nhưng tại sao hắn lại làm việc nguy hiểm như thế? Hứng thú, hiển nhiên không thể nào. Chim nhỏ, ta là phụ thân của ngươi, ngươi ăn của ta ta, dùng của ta, về sau nhất định phải nghe ta. Lưu Minh vừa cho ăn vừa nói, chim nhỏ chỉ kêu chít 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 chít, giống như đang thúc giục hắn cho thêm. Lưu Minh tiếp tục cho ăn, đừng nhìn con chim nhỏ này chỉ lớn như nắm đấm, sức ăn lại kinh người, nó đã ăn sạch khoáng thạch Lưu Minh trộm được, bụng nó không lớn thêm chút nào. Khó trách ra hỏa này liên tục đi ăn trộm, với sức ăn của chim nhỏ, áp lực của hắn lớn như núi. Lưu Minh lại bắt đầu nói nhảm, mà chim nhỏ đã buồn ngủ hắn bất đắc dĩ đặt chim nhỏ vào trong hộp sau đó hắn đi ra ngoài lăng hàn xuất hiện và mở hộp ra hô 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 con chim nhỏ đang ngủ say hơn nữa còn phát ra tiếng ngáy lăng hàn nghe răng chim biết ngáy sao ngươi là heo sao hắn dùng ngón tay chọc chim nhỏ nhưng chim nhỏ vẫn ngủ say không có ý tỉnh lại dựa vào ngươi thật sự là heo sao lăng hàn lại chọc vài cái mới thấy chim nhỏ mở mắt hắn có thể nhìn thấy chim nhỏ rất mệt mỏi À, ngươi không phải tên ngu xuẩn Lưu Minh kia." Chim nhỏ nhìn Lăng Hàn, nó mở miệng nói ra, giọng nói thanh thúy như thiếu nữ. "Ngươi lại biết nói chuyện?" Lăng Hàn kinh ngạc, trước đó Lưu Minh không biết dài dòng bao nhiêu lời, nhưng chim nhỏ chỉ gọi chít 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 chít, Lăng Hàn cũng xem đây là chim nhỏ chưa mở linh trí. "Ngươi đang nói nhảm sao?" Chim nhỏ không nhịn được nói, nó bày ra dáng vẻ ông cụ non. "Ngươi muốn ăn đòn sao?" Lăng Hàn lung lay nắm đấm, chim nhỏ không nói Mặc dù nó rất phách lối nhưng rất thông minh, biết rõ người nào dễ trêu, người nào dễ bị lừa, mà người nào lại không nên đắc tội. Người trước mắt chính là chân ngã cảnh, mạnh hơn nàng. Đúng rồi, người là chủng loại gì? Lăng Hàn hiếu kỳ, Lưu Minh chắc chắn sẽ không nuôi một con chim phàm, hơn nữa con chim nhỏ này dùng tiên kim làm thức ăn, có thể thấy được nó bất phàm. Đương nhiên là thần điểu, chim nhỏ nói, ít lắm mồm, Lăng Hàn nói, chim nhỏ không để ý tới hắn, vẻ mặt đầy cao ngạo lưu minh biết lai lịch của ngươi xem ra còn không nhỏ cho nên tiểu tử này mới cung cấp nuôi dưỡng ngươi như thế còn làm ra dáng vẻ mình là phụ thân của ngươi đại khái là hy vọng ngươi tương lai trưởng thành sẽ trở thành cánh tay đắc lực của hắn lang hàn phỏng đoán chim nhỏ cao ngạo đó là đương nhiên người ta rất lợi hại đấy nhưng tên đầu đất kia giả mạo phụ thân của ta thật sự là chết cười ta ngu quá mức đúng thế lang hàn gật đầu lưu minh đến bây giờ còn không biết kỳ thật trí tuệ của chim nhỏ đã sớm khai hóa hoàn toàn không có khả năng bị hắn lửa bịp trái lại con chim nhỏ này mới am hiểm lưu minh biến thành oan đại đầu biến thành phiếu cơm miễn phí uy ngươi dùng vẻ mặt gì nhìn ta thế chim nhỏ run rẩy ánh mắt lăng hàn thật đáng sợ lăng hàn cười hắc hắc rất lâu chưa từng ăn qua gà nướng cút người ta chính là thần điều chim nhỏ lúc này bạo phát ngươi không thấy tiểu tử lưu minh kia cung phụng ta hay sao ngươi còn muốn ăn ta hắn trông cậy vào ngươi tương lai giúp hắn đánh thiên hạ ta lại không cần lăng hàn nhún vai chim nhỏ nháy mắt nhìn hắn cười khan nói đừng đừng như vậy cùng lắm sau này người ta theo ngươi lăn lộn ta không nuôi nổi dạ dày lớn như ngươi nướng ăn mới tốt lăng hàn nói người ta cũng có thể ăn rất ít chim nhỏ vội vàng nói trước đó mặc dù ta ăn nhiều như vậy nhưng phần lớn năng lượng đều bị tích lũy lưu lại sau này từ từ hấp thu lăng hàn lộ ra vẻ mặt cân nhắc hắn nói vậy ngươi có năng khiếu gì ta biết phun lửa chim nhỏ nói thiết Lăng Hàn khinh thường, nói, bảy tiểu hài tử nhà ta, lão tam biết phun lửa. Dừng, chim nhỏ biểu hiện xem thường, ta phun lửa chính là ngọn lửa mạnh nhất thế gian, không gì không thiêu cháy, không có gì không dung luyện. Vậy người phun ra cho ta xem, Lăng Hàn lấy ra một khối tiên kim đặt ở trước mặt chim nhỏ. Chim nhỏ mở miệng phun một cái, phốc, một đạo hỏa diễm xuyên thấu qua tiên kim. Lăng Hàn kinh ngạc, đây là khối tiên kim tam tinh, lại bị chim nhỏ đâm xuyên qua, uy lực hỏa diễm quá mạnh. Thế nào, lợi hại chứ? Chim nhỏ dương dương đắc y nói. Qua loa, miễn cưỡng đi. Lăng Hàn nói, còn miễn cưỡng, chim nhỏ không phục, cho dù ngươi là chân ngã cảnh, có thể đập nát tiên kim tam tinh nhưng muốn tạo ra cái lỗ trên tiên kim như ta, ngươi không làm được. Phải không? Lăng Hàn cười một tiếng, năng lượng hủy diệt phát động, hắn phát tay làm tiên kim biến mất, ngay cả cặn bã cũng không còn. Ngoá, chim nhỏ nói tục, sau đó dùng ánh mắt như nhìn quái vật quan sát Lăng Hàn. Nàng vừa mới khoác lác, kết quả bị đánh vào mặt. Nên biến thành chim nướng đi. Lang Hàn lại nói, đừng đừng đừng, chim nhỏ vội vàng đung đưa hai cánh, nói, ta theo ngươi lăn lộn, về sau giúp ngươi đánh nhau, ngươi thấy ai khó chịu, ta sẽ phun lửa đốt hắn. a à, cuối cùng đã có giác ngộ, chương 4761, người và tang vật. Chương 4761, người và tang vật. Ngươi có tên hay không? Lăng Hàn hỏi chim nhỏ, trình độ đặt tên của hắn giận sôi người, nhưng lại hết lần này tới lần khác thích đặt tên cho người ta. Chim nhỏ vội vàng nói, có, 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 ta gọi Chu Hồng Y, cái tên quá dài, lang hàn nhổ nước bọt nói, không bằng ta đặt cho người nhũ danh, ân, liền gọi Tiểu Hồng đi. Tiểu Hồng điều nuốt nước bọt nhưng không dám nói, dáng vẻ tùy ngươi. Đi, lang hàn nắm lấu Tiểu Hồng điều, hắn phát động tinh bộ, xeo, y hắn trực tiếp biến mất khỏi bí thất. Lần này, Lưu Minh có tìm nát nơi này cũng không tìm thấy Tiểu Hồng điều. Trở lại chỗ ở của mình, Y Lăng Hàn làm như không xảy ra chuyện gì, Tiểu Hồng Điều khẳng định có lai lịch lớn, mặc dù hắn không biết có lai lịch gì, nhưng sau khi trở về tìm cử du Sơn Thánh Nhân hỏi một chút, cũng không khó phát hiện lắm. Nhưng mà, hắn lợi dụng địa mạch khống chế chung quanh Lưu, hai ngày sau đó, hắn phát hiện Lưu Minh lại rời đi. Hắn cứ chờ, chờ Lưu Minh khai thác xong mới trực tiếp dùng tinh bộ bắt Lưu Minh. Ngươi, ba, Lưu Minh vừa mới kịp lên tiếng, hắn đã bị Lăng Hàn đánh ngất đi lăng hàn cười một tiếng hắn thét dài kinh động người chung quanh chỉ chốc lát người của lưu gia chạy tới nhìn thấy lăng hàn nhìn người mang vải đen che mặt nằm dưới chân của hắn bọn họ không hiểu sao lăng thế huynh người bắt đến kẻ trộm rồi gia chủ lưu gia vui mừng nhiều ngày không bắt được kẻ trộm nhưng lăng hàn mới tới mấy ngày đã có thu hoạch thật không hổ là học viên học viện tổ vương nói thật trong lòng của hắn cũng cảm kích bởi vì lưu gia không có nắm giữ mỏ chân vân kim chỉ là người giữ cửa cho đế tộc Đồ vật mất đi, đương nhiên Lưu Gia đứng mũi chịu sao. May mắn Lăng Hàn đã bắt được kẻ trộm, cuối cùng cũng có khả năng cứu vãn. Lưu Gia chủ, người tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Lăng Hàn nói, hắn đá Lưu Minh tới dưới chân Gia chủ Lưu Gia. Gia chủ Lưu Gia không hiểu, lời này có ý gì? Hắn đưa tay đánh nát vãi che mặt của Lưu Minh. Ồ, nhìn thấy người bịt mặt này chính là Lưu Minh, tất cả người Lưu Gia hô lớn. Làm sao có thể, tại sao là Lưu Minh, tại sao có thể là Lưu Minh? không có đạo lý a à. lăng thế huynh có phải là tính sai hay không gia chủ lưu ra nhìn về phía lăng hàn trên mặt đầy hoài nghi sẽ không phải lăng hàn không bắt được người nên đánh lưu minh ngất xỉu biến thành bộ dáng hiện tại từ đó cho lưu minh gánh trách nhiệm lăng hàn cười nhạt một tiếng nơi này có dấu vết đào còn mới hơn nữa các ngươi lục soát pháp khí không gian của hắn đi gia chủ lưu ra cầm lấy pháp khí không gian trên người lưu minh sau đó một đống chân vân kim rời ra ngoài chúng trồng chất như ngọn núi nhỏ lần này đám người lưu gia đều xôn xao người và tang vật đều có gia chủ lưu gia cao mày hắn đánh thức lưu minh dậy là ai lưu minh suy nghĩ dừng lại trước khi hôn mê bởi vậy hắn vừa tỉnh lại vẫn chưa khôi phục tinh thần hắn nhìn thấy đám người gia chủ lưu gia nội tâm hắn lạnh lẽo trước đó hắn vẫn ở trạng thái hôn mê cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì nhìn thấy đám người lưu gia đều ở đây mà hắn vừa mới trộm khoáng thạch lại trồng chất như núi bởi vì cái gọi là có tật giật mình hắn lập tức rối loạn. Ba, hắn lập tức quỳ xuống và khóc lóc. Gia Gia, cứu ta, ngươi nhất định phải cứu ta. Nếu như không có câu nói này, gia chủ Lưu Gia còn có thể thoái thác, nhưng Lưu Minh nói như vậy khác gì thừa nhận, hắn có thể giảo biện thế nào. Nhiệt xúc, người thật to gan, gia chủ Lưu Gia trách mắng, hắn tức giận và khó hiểu, cháu trai của mình có thiên phú bất phàm, tương lai rất có tiền đồ, tại sao làm việc hồ đồ như thế. Người không thiếu tài nguyên tu luyện, ăn cắp chân vân kim làm gì. Lưu Minh bình thường mắt cao hơn đầu, cũng không có trải qua khó khăn gì, huống chi xảy ra đại sự như thế, hắn cực kỳ bối rối, chỉ biết không ngừng xin gia chủ Lưu gia cứu hắn. Gia chủ Lưu gia khó xử, một bên là cháu yêu của mình, đó là hậu đại kiệt xuất của Lưu gia, tương lai có thể nâng đại kỳ của Lưu gia, hắn tự nhiên không muốn Lưu Minh chết ở chỗ này. Muốn bảo vệ Lưu Minh, biện pháp tốt nhất chính là diệt khẩu Lăng Hàn ở đây, đối ngoại có thể thoái thác Lăng Hàn bị kẻ trộm giết chết. Ngược lại hắn cũng biết Lăng Hàn đắc tội rất nhiều đế tộc, hắn thật giết Lăng Hàn, tin tưởng sẽ đạt được đế tộc ngợi khen. Nghĩ tới đây, hắn sinh ra sát ý, Lăng Hàn nhìn vào trong mắt, cười nhạt một tiếng, Lưu gia chủ, có phải ngươi muốn giết ta diệt khẩu hay không? Gia chủ Lưu gia bị điểm phá ý nghĩ, hắn cười gượng và nói, Lăng Thế Huynh thật biết nói đùa, cho dù lão hổ có lá gan lớn như trời, làm sao dám bắt nạt hải thiên tài học viện Tổ Vương. Tốt nhất như thế, Lăng Hàn nói, Lưu gia chủ có khả năng còn không biết, ta nắm giữ tinh bộ đấy. gia chủ lưu gia cảm thấy nội tâm căng thẳng. đúng vậy, tinh bộ. đế tộc không giết được người ta, dựa vào cái gì hắn có thể giết được? hắn lại đổi chủ ý, ngược lại lưu minh ăn cắp chân vân kim không quan hệ tới gia tộc, cùng lắm chặt tay cầu xin, bằng không chờ Lăng hàn thoát khốn trở lại học viện tổ vương, chờ đợi lưu gia chính là tai họa ngập đầu. nhìn thấy biểu lộ của gia chủ lưu gia, lưu minh làm sao không hiểu? hắn không muốn chết, bởi vậy hắn không suy nghĩ bảo thủ bí mật, hắn nói. Ra ra, ta ăn cắp chân vân kim là bởi vì. Phốc, lang hàn xuất thủ, hắn xuất quyền đánh Lưu Minh thành cặn bã. Đương nhiên hắn không có khả năng cho phép Lưu Minh tiết lộ bí mật tiểu hồng điều. Ngươi, gia chủ Lưu ra tức giận chỉ vào Lăng hàn, hắn còn muốn bảo vệ cháu yêu, ít nhất cũng phải bảo vệ tính mạng của hắn. Hơn nữa, Lưu Minh đang yên đang lành đi trộm mỏ, trong đó nhất định có ẩn tình. Tại sao Lăng Hàn lại ra tay? Chứng cứ vô cùng xác thực, tự nhiên là giết đi. Lăng Hàn từ tốn nói, thế nào, Lưu gia chủ còn muốn bảo vệ hắn hay sao? Gia chủ Lưu gia tức giận, hắn không thể nói được gì. Tốt rồi, việc này đã giải quyết, ta phải về học viện phục mệnh. Lăng Hàn bước đi, hắn phát động tinh bộ quay về Lưu gia, hắn nắm lấy tiểu hồng điều, trực tiếp ném trận cơ ra ngoài và hình thành truyền tống tinh vực. Rời đi, xèo, hắn cùng tiểu hồng điều vượt qua tinh vực, sau mấy lần truyền tống đã trở về học viện tổ vương. Lăng Hàn đi phục mệnh, mà Lưu Gia cũng thông qua tinh võng trình báo việc này, nếu Lưu Minh đã bị giết, Lưu Gia chủ sẽ đổ trách nhiệm lên người chết, một năm một người báo cáo tất cả tình huống. Lăng Hàn dành thời gian trở về cửu dương thánh địa một chuyến, hắn muốn mời cửu sơn thánh nhân xem tiểu hồng điều là chủng loại gì. chương 4762, Hậu Đại Chu Tước chương 4762, Hậu Đại Chu Tước Trở lại cửu dương thánh địa, Lăng Hàn đi bái kiến cửu sơn thánh nhân, nhưng mà cửu sơn thánh nhân cũng không ở chỗ này mà là đi tiền tuyến cái gọi là tiền tuyến chính là vị trí tinh vực sơn hải thiên hiện tại lượng lớn âm hồn đang phát động công kích muốn khuất trương lãnh thổ tình thế vô cùng nghiêm trọng bởi vậy cửu sơn thánh nhân cũng đóng quân ở tiền tuyến người cứ chơi đùa người ta nói cho người còn được sao tiểu hồng điều chịu không được mỗi ngày đều vừa tinh vực truyền thống nàng chính là nữ hải tử đấy ấn nói nói lang hàn cười nói người ta thật sự là thần điều tiểu hồng điều nói ta thấy ngươi muốn ăn đòn lang hàn nói ta hỏi ngươi ở thời kỳ viễn cổ các thần thú đặt song song lợi hại nhất là thần thú gì tiểu hồng điều hỏi chân long lang hàn cười nói thật không có kiến thức chân long làm sao có thể mạnh nhất thiên hạ tiểu hồng điều miệng rất cay độc ta thấy ngươi nên ăn não heo bù trí thông minh may mắn sắc chư không ở đây bằng không nó sẽ vặt sạch lông của chim nhỏ lang hàn cười một tiếng vậy ngươi nói thần thú gì mới là đệ nhất đương nhiên là chu tước tiểu hồng điều cao ngạo nói người ta là hậu duệ chu tước người nên cung kính với ta chỉ bằng chim nhỏ ngươi lăng hàn bật cười trong truyền thuyết thần thú chu tước mở ra hai cánh có thể bao phu tinh vực tiểu hồng điều trước mắt chỉ lớn như lòng bàn tay người ta còn chưa trưởng thành tiểu hồng điều tức giận nói nếu ta bộc phát thần dị quá sớm chẳng phải sẽ bị người ta biến thành gà nướng nha vẫn không quên cay nhiệt lăng hàn nhìn tiểu hồng điều khả năng lưu minh từ cổ tịch biết địa vị của tiểu hồng điều, cho nên mới cung phụng ra hỏa này như lão tổ tông, đương nhiên cũng có thể là tiểu hồng điều nói nhảm mê hoặc lưu minh tin tưởng. Nhưng có thể nuốt sống chân vân kim, miệng phun liệt diễm, tùy tiện hòa tan tiên kim tam tinh, tiểu hồng điều khẳng định không phải phàm loại. Người xem, thần lần chẳng phải mới xuất thế sao, hiện tại có thêm hậu đại chu tước cũng không kỳ quái. Vấn đề là, vì cái gì hắn đều đụng phải ra hỏa không đứng đắn. Hắn là người chuyên thu nhận nhi đồng sao. Lăng Hàn cực kỳ im lặng, nhưng hắn đã biết rõ lai lịch của Tiểu Hồng Điểu, hắn tự nhiên cũng không cần lại đi tìm Cửu Sơn Thánh nhân, hắn quay lại học viện Tổ Vương. Vừa mới về học viện, Đại Hắc Cầu cùng Tiểu Thanh Long đã tới tìm hắn. "Tiểu Hàn Tử, ngươi lại có đối thủ?" Đại Hắc Cẩu lập tức nói. "Ồ, Lăng Hàn cũng không để ý, chỉ cần hắn không đột phá hóa linh cảnh, trong cấp bậc chân ngã này có ai tạo thành uy hiếp cho hắn hay sao? Cho dù là đinh thủ cũng không được, dù đối phương có bước vào đệ thập hình." Ân nói đến đinh thụ tiểu tử này không có biện pháp đột phá đệ thập hình hắn phải ngoan ngoãn làm tiểu đệ của chính mình mà lăng hàn có 90% chắc chắn đối phương không thể đột phá đệ thập hình một gia hỏa tên là bách lý lạc dương nghe nói hắn muốn đánh ngươi tiểu thanh long tiếp lời sau đó nhìn chằm chằm tiểu hồng điểu trong ngực lăng hàn a à, người bắt đầu nuôi chim từ khi nào than lăn người có chút nhãn lực hay không ai có thể nuôi bổn cô nương tiểu hồng điểu lập tức kêu lớn a à, miệng rất lợi hại tiểu thanh long hừ hừ nói tiểu hàn tử buổi tối hôm nay ăn gà nướng chứ tiểu hồng điều cực kỳ im lặng các ngươi không biết cái gì gọi là thần thú sao lăng hàn cười ha ha nói ngươi không nên xem thường nàng theo nàng nói nàng là hậu đại chu tước cái gì tiểu thanh long mở to mắt ngạc nhiên đi rắn thối bốn chân tiểu hồng điều dương dương đắc ý nói mẫu thân ta chính là thần thú mạnh nhất đánh rắm thần thú mạnh nhất rõ ràng là phụ hoàng ta chân long quét ngang thiên hạ Tiểu Thanh Long lập tức phản bác, Trân Long, Tiểu Hồng Điều le lưỡi, vẻ mặt khinh thường. Trân Long lúc trước bị Chu Tước đánh bại không biết bao nhiêu lần, người nên tỉnh lại đi. Nói hưu nói vượt, Trân Long mạnh nhất, rõ ràng chính là Chu Tước mạnh nhất. Hai tên gia hỏa này không ngừng đấu khẩu với nhau, cả đám gân cổ lên cãi, không ai phục ai. Lăng Hàn nhún vai, hắn không thèm để ý. Tiểu Hàn tử, người tìm được con chim nhỏ này ở đâu? Đại Hắc cầu hỏi, Lăng Hàn cũng nói lại sự việc diễn ra đại hắc cầu cảm khái lăng hàn vận khí quá nghịch thiên tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ cũng có tạo hóa như thế thần thú hậu đại hơn nữa tiểu hồng điều còn nói lỡ miệng nàng cực kỳ là hậu duệ của chu tước là đời thứ nhất nếu như lăng hàn sau này có hai thần thú tương trợ lực lượng này kinh khủng cỡ nào nghĩ như thế nào hậu đại đời thứ nhất của thần thú muốn thành thánh cũng không khó hơn nữa khẳng định còn là thánh nhân cực kỳ khủng bố nói không chừng còn có thể trở thành chuẩn đế khi đó mới thật sự khủng bố vô biên Đúng rồi, Bách Lý Lạc Dương là chuyện gì? Lăng Hàn hỏi, a à, cậu ra cũng không rõ ràng, nhưng nghe người khác nói, ra hỏa này vô cùng trâu bò, nói muốn kéo ngươi xuống ngựa. Đại Hắc Cầu thuận miệng nói, Lăng Hàn mỉm cười, vậy thì chờ xem, hắn càng để ý là ai tiết lột hành tung của hắn cho chiến thần cung. Nói đến hiểm nghi, toàn bộ người học viện tổ vương đều có thể. Lăng Hàn im lặng, dường như hắn không có làm chuyện xấu xa gì, tại sao hắn có nhiều kẻ thù như thế? tiểu hồng điều sử dụng khoáng thạch làm thức ăn đương nhiên chủ yếu là ăn tiên kim nếu là tiên kim được đề luyện thì tốt không có kỳ thật nàng không kén ăn nàng hiện tại là sinh đan cảnh có thể nuốt tiên kim tứ tinh trong cơ thể có hỏa diễm kinh khủng nung chảy hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề không thể tiêu hóa nàng miễn cưỡng ăn được tiên kim tứ tinh nhưng tốc độ sẽ rất chậm cho nên muốn nhanh chóng gia tăng tu vi tìm được tiên kim phù hợp mới tốt lang hàn tài đại khí thô mua lượng lớn tiên kim ném cho tiểu hồng điều ngược lại đòi tiền hắn luyện đan là có không cần giống như lưu minh phải đi ăn trộm hiện tại tiểu hồng biểu và nữ hoàng hổ nữ đã thân quen với nhau quan hệ vô cùng tốt nhưng nàng trời sinh đối đầu với tiểu thanh long vừa thấy mặt đã mở miệng cay độc lang hàn có suy nghĩ tác hợp cả hai không phải oan gia không gặp nhau hơn nữa đều là hậu đại thần thú nếu bọn họ sinh hậu đại chẳng phải thiên phú sẽ rất khủng bố trong bất chi bất giác lại qua tháng mới có tài nguyên tu luyện tiếp hay không như vậy phải xem xếp hạng. Đại Hắc Cầu cùng Tiểu Thanh Long đều kích động, bọn họ có nguyên đạo thạch, tu vi tăng lên cực nhanh, trông cậy vào lần này có thể xông xông vào vị trí trước 20. Nữ hoàng các nàng so đấu trước, thành tích tiến bộ hơn lần trước, dù sao các nàng cũng có nguyên đạo thạch, hơn nữa cảnh giới thấp, tăng lên càng nhanh. Sau khi các nàng giao đấu là tới phiên Lăng Hàn, bởi vì hắn là đệ nhất của thắng trước, Lăng Hàn không cần đánh đảo thải chiến, chỉ cần chờ người khác khiêu chiến là được rồi. Rất nhanh, Đào thải chiến kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra, Bách Lý Lạc Dương dùng thực lực tuyệt đối đánh thắng 4 trận. Ta, khiêu chiến ngươi, hắn chỉ vào lăng hàn, chương 4763, thất thủ, chương 4763, thất thủ. Bách Lý Lạc Dương, thiên tài của Bách Lý gia thuộc về thế hệ Bạch Ngân, mà nói đến thiên phú của hắn, thậm chí có thể đuổi kịp thế hệ Hoàng Kim, từ đó có thể thấy hắn châu bò cỡ nào. Bởi vì hắn phạm sai lầm lớn nên bị gia tộc giam giữ, rất ít người bên ngoài biết tới hắn. Hiện tại, hắn xuất thế lần nữa, hắn đứng đầy cao ngạo, toàn thân tỏa ra khí tức cường đại. Việc này làm mọi người cảm thán, tử vi đế tộc được thiên địa sủng ái, chẳng những có Bách Lý Hiên dạng này thế hệ Hoàng Kim, còn có hai thế hệ Bạch Ngân là Bách Lý Vân, Bách Lý Lạc Dương. Thậm chí, Bách Lý Lạc Dương có tiềm lực trở thành thế hệ Hoàng Kim. Lăng Hàn đi ra, bị người khiêu chiến có hai lựa chọn, thứ nhất, ứng chiến, thứ hai, nhận thua. Hắn sẽ không nhận thua, đương nhiên là ứng chiến. Người phế đi một đường đệ của ta, Bách Lý Lạc Dương lạnh lùng nói. Hắn đang nhiên đang nói tới Bách Lý Sa, thời điểm đột phá chân ngã cảnh đã bị Lăng Hàn đánh phế, từ đó về sau, cảnh giới vĩnh viễn kẹt ở cấp độ chuẩn chân ngã cảnh, đã không còn là đế tử. Không có đế tử phế như vậy, sau đó thì sao, Lăng Hàn cười hỏi, cho nên, ta cũng muốn đánh phế ngươi. Bách Lý Lạc Dương nói ra, Lăng Hàn nhìn các đại lão học viện, uy uy uy, tất cả mọi người nghe chưa, gia hỏa này còn muốn công báo tư thù, đừng làm chuyện bé xé ra to hiện tại là thời điểm tranh tài thạch tôn giả lên tiếng còn nữa giao đấu khó tránh khỏi tình huống không thu tay được có chuyện gì cũng khó tránh khỏi lăng hàn cười ha ha hắn nói với bách lý lạc dương đã như thế ta cũng đánh phế ngươi là được ha ha bách lý lạc dương cười lạnh nói ngươi biết ta tu vi gì không tâm thần hắn hơi động chân ngã nổi lên và tỏa ra hào quang bảy màu chân ngã bảy màu còn mạnh hơn quan hạ một đoạn chân ngã đệ bát hình hắn cao ngạo nói qua nhiều năm như thế hắn vẫn bị giam giữ đối với một thiên tài mà nói đương nhiên trong bụng mang theo rất nhiều lửa giận hiện tại hắn quật khởi mạnh mẽ tiếu ngạo thiên hạ làm cho cả tinh không đều lưu truyền thanh danh của hắn mà lăng hàn chính là đá đặt chân của hắn đối thủ này rất tốt có thanh danh vô địch cho nên chỉ cần đánh bại lăng hàn thì hắn sẽ có thanh danh không nhỏ đệ bát hình chơi ạ à, thật sự là tám hình đây là lĩnh vực của thế hệ hoàng kim đấy Tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục, mặc dù bọn họ đều đã đoán được Bách Lý Lạc Dương cực kỳ có thể là đệ bát hình, nếu không cũng không cần đi khiêu chiến lăng hàn, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn làm bọn họ khiếp sợ. Tư chất thế hệ Hoàng Kim, mang ý nghĩa tương lai có cơ hội xung kích đế lộ. Như thế nào, Bách Lý Lạc Dương cao ngạo nói, lăng hàn lắc đầu, không được tốt lắm, không đủ ta dùng một tay đánh. Ngươi, đừng nói Bách Lý Lạc Dương, tất cả mọi người đều lắc đầu, bọn họ cảm thấy lăng hàn thật ngông cuồng. Ngươi chỉ là đệ thất hình hơn nữa còn tố ra chân ngã phàm thai người dựa vào cái gì đánh bại đệ bát hình người biết đệ bát hình có ý nghĩa thế nào không tư chất vô thượng thiên tài như thế chỉ có hắn nghịch cảnh giới mà thắng ngươi còn muốn vượt một tiểu cảnh giới thắng được thậm chí chỉ dùng một tay ha ha người đang nói đùa sao ngu xuẩn mất khôn bách lý lạc dương giết tới oanh lực lượng đáng sợ thể hiện uy lực đệ bát hình của hắn yên lặng lâu như vậy hắn muốn bộc phát hào quang trói mắt của mình oanh trên người hắn tỏa ra uy thế vô biên đạo tắc hóa thành thần hà chảy sau lưng hắn hắn như hóa thành một thiên vương uy thế quá kinh người tất cả mọi người cảm giác thần hồn bị tước đoạt chân ngã cảnh có thể mạnh như vậy sao thì ra đây chính là độ cao mà thế hệ hoàng kim đã từng đạt tới quả thực làm cho người ta tuyệt vọng bách lý lạc dương giết tới lực lượng vô biên sôi trào hắn muốn đánh chết lang hàn trong một kích lang hàn mỉm cười hắn vươn tay phải bắt lấy bách lý lạc dương Động tác của hắn rõ ràng rất chậm, hơn nữa vô cùng tùy ý nhưng lại chính xác khó nói thành lời, cũng bóp cổ của Bách Lý Lạc Dương. khinh người quá đáng, người dám xem thường ta. Bách Lý Lạc Dương nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải hóa đao chém vào tay Lăng Hàn. Bành, cổ tay chém vào cánh tay của Lăng Hàn nhưng lại bị phản chấn trở về, mà Lăng Hàn công kích không chịu ảnh hưởng, cũng dễ dàng bóp cổ của Bách Lý Lạc Dương. Chiến đấu dừng lại, hóa, vào lúc này, tất cả mọi người đều há hốc miệng, bọn họ không phát ra chút âm thanh nào cho dù là những đại lão tôn giả cũng ngây dại tình huống như thế nào chân ngã đệ bát hình lại không ngăn cản nổi một chiêu của lăng hàn các ngươi sẽ tin tưởng hay sao lăng hàn mỉm cười hắn nói với bách lý lạc dương thế nào ta nói một tay là có thể giải quyết ngươi rồi thấy đủ chưa tất cả mọi người im lặng đây đâu phải là một tay mà là miểu sát thực lực cả hai tranh lệch to lớn bằng trời lăng hàn thực sự là đệ thất hình sao chân ngã của hắn thật sự là phàm thai sao mỗi người đều sinh ra suy nghĩ này cho dù là đệ thất hình có thể chiến thắng đệ bát hình nhưng có thể nhẹ nhõm như thế sao ánh mắt lăng hàn bản ra hàn quang oanh lực lượng đáng sợ tập kích chân ngã trong thức hải của bách lý lạc dương lập tức vỡ nát lớn mật bách lý hàn vân giận dữ hắn đưa tay bắt lấy lăng hàn lăng hàn đã xuất thủ tự nhiên đã sớm chuẩn bị hắn phát động tinh bộ thoát khỏi công kích của bách lý hàn vân sao thẹn quá hóa giận rồi hắn thản nhiên nói, Bách Lý Hàn Vân xúc động xuất thủ nhưng lập tức liền ý thức được, nếu hắn lấy lớn hiếp nhỏ đánh chết Lăng Hàn, Cửu Sơn Thánh Nhân nhất định sẽ tức giận gây đại họa cho Bách Lý ra. Hắn cố tỉnh táo và nói, người thật độc ác chỉ là bình thường luận bàn mà thôi, người lại hạ độc thủ phế tu vi của người khác. Dựa theo quy củ của học viện, bản tôn cũng có thể phế tu vi của ngươi trục xuất ngươi ra khỏi học viện. Nha, hiện tại giảng đạo lý với ta. Lăng Hàn cười ha ha trước đó bách lý lạc dương nói muốn phía ta tại sao không có người lên tiếng nói cái gì không hợp trái với quy củ học viện a à đúng rồi ta còn kháng nghị với các vị đại nhân đấy thật xấu hổ ta thất thủ bị lăng hàn lăng mạ như thế các tôn giả cảm thấy xấu hổ bởi vì lăng hàn đã tính trước tất cả lạc dương chỉ nói mà thôi mà ngươi lại động thủ thật bách lý hàn vân ngụy biện a à, ta đã nói thất thủ lăng hàn lắc đầu nói trong giao đấu khó tránh khỏi thất thủ các vị đại nhân cũng đã nói rồi. Ngay cả các vị đại nhân còn thất thủ thì nói gì tiểu nhân vật như ta, ha ha. Lúc này Bách Lý Hàn Vân lại không biết nên nói cái gì. Nói đến rảo biện, Lăng Hàn còn vượt qua hắn, nếu hắn cưỡng ép chân áp, sau lưng người ta cũng có thánh nhân và đế binh làm chỗ dựa, đây chính là đặc quyền. Cho nên, làm thế nào bây giờ? Muốn chân áp Lăng Hàn, vậy chỉ có thể dựa theo quy củ, xử lý hắn trong cùng cảnh giới, như thế, cửu sơn thánh nhân cũng không thể nói gì hơn. Hiện tại, tất cả quay về nguyên điểm, muốn giết Lăng Hàn, vậy chỉ có thể chờ đối phương bước vào hóa linh cảnh, khi đó có rất nhiều thiên tài trấn áp hắn. Chỉ có thể chờ đợi, chương 4764, mở rộng cửa lòng. Chương 4764, mở rộng cửa lòng. Lăng Hàn rất sảng khoái, phế đi bách lý lạc dương trước mặt một đám tôn giả, tự nhiên làm hắn hả giận. Kỳ thật hắn cũng không phải là người không nói đạo lý, người xem, trước đó động thủ với quan hạ, hắn cũng không có xuất thủ quá ác đúng hay không. Ai bảo Bách Lý Lạc Dương vừa xuất hiện đã nói muốn phế hắn, vậy thì có cái gì mà khách khí? Ta phế người đế tộc, có có thể đạt được đế tộc ban thưởng tài nguyên tu luyện, trên đời này có chuyện thoải mái như vậy sao? Đương nhiên, Lăng Hàn biểu hiện bá đạo như vậy, khẳng định mang tới tai họa ngầm cho đám người nữ hoàng, đại hắc cẩu, cho nên, Lăng Hàn bảo bọn họ chú ý nhiều hơn, bình thường làm việc nên lưu lại tâm nhãn, cũng không nên nhảy vào cạm bay. Trong lúc đó, Đinh Thụ lại tìm Lăng Hàn đánh mấy lần, hắn đã đạt tới đề cửu hình đỉnh phong, muốn xung kích đệ thập hình, hắn dùng Lăng Hàn làm đá mài dao, khả năng bước ra một bước này sẽ cao hơn một ít. Nhưng mà, vượt qua bước này thật sự quá khó khăn. Đừng nhìn Đinh Thụ cũng là bá chủ nguyễn thế giới, nhưng hắn đột phá đề cửu hình đã vận dụng sinh linh lực, hiện tại hẳn lại xung kích đệ thập hình, phần lực lượng này bị bài xích nghiêm trọng, hắn không có cách nào bước ra một bước mấu chốt. Cho nên, hắn trên lý luận chỉ có một tia khả năng mà thôi. Một năm qua đi, Lăng Hàn đã tu hành gần tới chân ngã đệ thập hình đỉnh phong, dựa theo tốc độ như vậy, hắn chỉ cần thời gian 3 năm là thành công. Thật chậm, học viện Tổ Vương cách một đoạn thời gian sẽ đón thêm học viên mới, có một ít người thiên phú siêu phàm, cũng không biết tu đạo từ xó xỉnh nào chạy tới, trước đó không hề thanh danh, bây giờ lại hiển lộ tài năng. Chị Mộng Hàm cũng tới, nàng dẫn theo tiểu la lị tóc bạc nhập học. Trước đó vẫn không gặp được ngươi, còn tưởng rằng ngươi không có hứng thú tới đây. Lăng Hàn tìm một cơ hội gặp mặt Trì Mộng Hàm. Trì Mộng Hàm cười nhạt một tiếng. Trước đó ta đang ở sung kích hóa linh cảnh, cho nên ta vẫn bế quan. A, à, ngươi là hóa linh cảnh rồi. Lăng Hàn kinh ngạc, Trì Mộng Hàm cười ngạo nghễ. Hiện tại, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trước tiên chúc mừng ngươi. Lăng Hàn cười nói, nhưng ngươi không nói quá vẹn toàn. Ngươi đã từng bị ta chiến thắng, cho dù cảnh giới vượt qua ta vẫn chiến bại trong tay ta. So tài không, Trì Mộng Hàm nói, ý khiêu khích mười phần. Tốt, hai người đi tới tinh thể không người, trước đó Lăng Hàn tỉ thí với đinh thụ cũng lựa chọn nơi này. Nơi này hình như mới đại chiến cách đây không lâu, chỉ mộng hàm nhìn lướt qua, Lăng Hàn gật đầu, ta đánh với một gia hỏa giám thối, hắn vẫn không chịu nhận ta làm lão đại, nhưng cũng sắp rồi. Hắn đã nói với đinh thụ mình đã tu tới đệ thập hình, đinh thụ bị kích thích rất mạnh, thế cũng phải xông lên đệ thập hình, nếu không, hắn sẽ nhận Lăng Hàn làm đại ca. Với hắn mà nói, đây là việc không được phép chị mộng hàm cười một tiếng nói ngươi cũng muốn ta nhận ngươi làm lão đại sao câu nói này rất bình thường nhưng phối hợp với nụ cười của nàng hiệu quả kia sẽ khác nhau lập tức có cảm giác mập mờ trong đó lăng hàn cảm giác trái tim đập mạnh sau khi đi vào đại thế giới hắn vô cùng khắc chế không muốn sinh ra tình cảm gúc mắt với nữ tử nào thật ra có chút chuyện không phải nói phân rõ giới hạn là phân rõ giới hạn chị mộng hàm mấy lần viện thủ vào lúc hắn gặp nguy hiểm nhất hắn làm sao không biết phần thâm tình này ai, đều do chính mình quá ưu tú. Lăng Hàn rất vô sỉ nghĩ như thế, nói, lão đại thì miễn đi, nếu ta thắng, người nhận ta làm lão công được rồi. Lưu manh, chỉ mộng hàm yêu kiều gắt một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng xuất thủ tấn công Lăng Hàn. Nàng cũng không biết thực lực Lăng Hàn, bởi vậy cũng không có vận dụng toàn lực, tránh không cẩn thận đả thương thậm chí giết Lăng Hàn. Lăng Hàn cười hắc hắc, hắn vận chuyển lực lượng đối cứng với chỉ mộng hàm. Chỉ qua vài chiêu, chỉ mộng hàm kinh hãi, bởi vì lực lượng lăng hàn thực sự không kém gì chính mình. Tại sao lại như thế? Nàng đột phá từ chân ngã đệ bát hình, nàng bước vào hóa linh cảnh đã nắm giữ lực lượng tứ trọng thiên, có thể nghiền ép hóa linh nhất biến. Nhưng nàng không thể chấn áp chân ngã cảnh như lăng hàn. Chẳng lẽ người bước vào đệ cửu hình, chỉ mộng hàm kinh hô, chỉ có khả năng như thế. Lăng hàn cười một tiếng, xem như hắn thừa nhận, hắn cũng không có nói sai, bởi vì hắn đã vượt qua chân ngã đệ cửu hình. Dù là như thế, chỉ mộng hàm vô cùng rung động, chân ngã để cửu hình chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả thế hệ hoàng kim cũng chỉ có thể nhìn lên. Nhưng mà, trong nội tâm nàng càng sinh ra cảm giác tự hào. Đây là nam nhân nàng nhìn chúng, quả nhiên không có phụ lòng chờ đợi của nàng. Tại sao không đánh, dễ dàng làm lão bà của ta sao? lang Hàn cười hỏi, chỉ mộng hàm đỏ mặt, nàng vội vàng công kích Lăng Hàn. Nàng chỉ là hóa linh nhất biến, bởi vậy chỉ tu ra một linh thân, hơn nữa còn chưa đạt tới viên mãn, Chân ngã vô cùng mơ hồ, miễn cưỡng có thể thấy được hình người. Bản ngã và linh thân liên thủ tấn công lăng hàn. Tâm thiếu nữ có thể đoán. Đoán không chúng sẽ bị oán trách, mà đoán đúng sẽ rước lấy hờn rỗi. Hai người kịch chiến nhưng không có địch ý gì, chỉ muốn biết rõ thực lực của đối phương như thế nào. Cứ đánh như vậy khó tránh có tiếp xúc thân mật. Mỗi một lần va chạm nhau, hai người đều sinh ra mập mờ. Lăng hàn cũng không phải đầu gỗ, sai nhân tình thâm, hắn thiếu đối phương quá nhiều ân tình cho nên hắn cũng mất đi sức chống cự. Bởi vậy, hắn cũng không đè nén nội tâm của mình, hắn tu hành chú trọng thuận theo tự nhiên, nếu đã hài lòng, hắn cũng không cần áp chế bản thân. Về sau, người chính là lão bà của ta, Lăng Hàn nói, chỉ mộng hàm trợn mắt nhìn hắn, ta thua ngươi sao, Lăng Hàn cười to, bại bởi ta, người thật sự làm lão bà của ta. Chỉ mộng hàm tự hiểu mình nói sai, dẫm chân và hờn dỗi rời đi. Ai, Lăng Hàn sờ cầm, nói, người anh tuấn đẹp trai như ta thật sự có số đào hoa quá mạnh sai lầm hắn trở lại học viện chỉ qua vài ngày đã nhận được thông báo phàm là chân ngã cảnh hóa linh cảnh giáo chủ đều lập tức xuất phát đi sơn hải thiên tình hình chiến đấu nơi đó căng thẳng cần thiên tài như bọn họ gia nhập quá hạn không đến sẽ nhận xử phạt nghiêm khắc lang hàn rất không ưa đế tộc nhưng hắn nghĩa bất dung từ khi đối kháng âm hồn bởi vậy hắn và đại hắc cẩu tiểu thanh long sắc chư và bảy tiểu hoa nhi xuất phát đi tới sơn hải thiên qua gần nửa tháng lặn lội đường xa, bọn họ đã đi tới Sơn Hải Thiên, thương nguyệt tinh cách nơi này không xa. Lăng Hàn đã tới một lần, cho nên hắn có ấn tượng với nơi này, hiện tại hoàn cảnh chung quanh thay đổi quá lớn. Trong tinh không trống rỗng xuất hiện rất nhiều tinh thể vây quanh Sơn Hải Thiên, cũng vây nơi này vào trong đó. chương 4765, đi tiền tuyến. chương 4765, đi tiền tuyến. Lăng Hàn kinh ngạc, những tinh thể này bị vận chuyển tới. Đúng là đại thủ bút, vì đối kháng âm hồn, bọn họ sử dụng tinh thể tạo thành phòng tuyến. Đối với giáo chủ, tôn giả, thánh nhân mà nói, khai chiến trong tinh không là chuyện không quan trọng, có thể xé nát hư không di chuyển ức vạn dặm, nhưng đối với võ giả dưới giáo chủ cần phải có mặt đất làm chỗ dựa. Hơn nữa, lực lượng võ giả không phải dùng mãi không hết, cần hấp thu lực lượng thiên địa để khôi phục, tự nhiên cũng cần tinh thể làm môi giới. Lăng Hàn ra theo quy định của bọn họ, hắn đáp xuống tinh thể số 11. Nơi này tổng cộng có 33 viên tinh thể, cũng không phải gom góp lung tung cho đủ số, mà là mỗi tinh thể đều có liên hệ và hô ứng với nhau, tạo thành một cái trận pháp, cho nên, nếu như không đánh nổ các tinh thể, trận pháp sẽ vận chuyển không ngừng, từ đó các âm hồn đừng hòng lao ra. Lăng Hàn cảm thán, sử dụng tinh thể làm trận cơ, đây không phải năng lực trận đạo tông sư có thể làm được, mà là trận đạo thánh sư. Vì đối kháng âm hồn, cho dù là trận đạo thánh sư cũng phải rời núi, phải biết Loại tồn tại này thực tế quá siêu nhiên, cho dù là thánh nhân gặp cũng phải khách khí, tìm khắp toàn bộ tinh không cũng chỉ có 3 năm người mà thôi. Bọn họ đi tới hoàn thành báo danh, sau đó bị ném vào một chi đội ngũ, tùy thời có thể tiến vào chiến đấu. 33 viên tinh thể, đây chính là đạo phòng tuyến thứ nhất ngăn chặn đại quân âm hồn, cũng là phòng tuyến cực kỳ mấu chốt, một khi thất thủ, âm hồn có thể đột phá nơi đây và tiến quân vào trong tinh không. Cho nên, mỗi một viên tinh thể đều e không thể có sai lầm đều có thánh nhân mang theo đế binh tỏa chấn. Lăng Hàn vô cùng khiêm tốn, trước mặt đại quân âm hồn, hắn có thiên phú yêu nghiệt cũng không có đất dụng võ, bọn họ sẽ so thực lực. Hơn nữa, âm hồn cũng không kiêng kỵ cái gì, cho dù là đại âm hồn giáo chủ cũng sẽ xuất thủ với hắn. Cho nên khiêm tốn là cần thiết, dù sao hắn chưa trưởng thành. May mắn chính là, trên tinh thể này có đại năng dùng pháp lực vô thượng rời tới và gia trì, nhưng địa mạch không bị phá hư, vẫn có thể câu thông vận dụng, nhưng địa khí nơi này rất yếu ớt, cho dù sử dụng tinh bộ hay rút địa khí hóa thành địa long đều yếu đi rất nhiều. Không có biện pháp, lực lượng thiên địa chủ yếu đều bị điều động ra trì vào trận pháp, mặc dù Lăng Hàn là trận đạo tông sư nhưng hắn không thể so sánh với trận đạo thánh sư. Có thể dùng là tốt, chỉ ít còn có đường lui. Qua ba ngày, âm hồn lại phát động một lần công kích đại quy mô. Bọn họ đánh nghi binh thật nhiều tinh thể, mục tiêu công kích chủ yếu là tinh thể thứ bảy, thứ 11 cùng thứ 23, vô số âm hồn bị truyền tống tới, chúng trôi nổi trên bầu trời. Không chỉ có âm hồn xuất hiện, còn có khí thức âm phủ, từ đó đạo tắc thiên địa sẽ rất yếu. Chấn giữ nơi này chính là vi vũ thánh nhân của Hồng Liên đế tộc, còn có bảy thánh nhân khác phụ trợ, đội hình như thế cũng có thể nói là rất khoa trương. Vi vũ thánh nhân điều tiết khống chế, võ giả trên tinh thể số 11 xuất động nghinh chiến âm hồn. Vừa mới tiếp xúc, dương gian đã thương vong thảm trọng. Đây là chủ công của âm hồn, âm hồn đều rất cường đại, hơn nữa âm hồn không chịu bí lực tổn thương, nhất định phải sử dụng năng lượng tầng thứ cao mới có thể đánh chúng, hoặc là vận chuyển thiên địa đạo tắc, cho nên bọn chúng rất khó giết. Lăng Hàn, so tài xem ai giết nhiều âm hồn hơn. Đinh Thụ nhảy ra ngoài, hắn bộc phát hào tình vạn trường. Tốt, Lăng Hàn gật đầu, giết âm hồn trên dương gian sẽ được thiên địa khen ngợi, trước đó ở bên trong hắc thiên thần miếu, Lăng Hàn đã nhờ vào lực lượng này chữa khỏi ám thương. Hiện tại lại đến, chẳng phải là cơ hội tốt nhất đền bù sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn hay sao? Hai yêu nhiệt đồng thời giết ra ngoài, chiến lực và lượng hủy diệt sôi trào bộc phát hoàn toàn, một kích có thể đánh chết vài âm hồn, hiệu suất vô cùng kinh người. Sau khi đánh giết âm hồn tới số lượng nhất định, thiên địa khen ngợi sẽ xuất hiện, Lăng Hàn cảm thấy toàn thân ấm áp và có dòng nước nóng bao phủ toàn thân, hắn thoải mái khó nói thành lời. Sinh mệnh bản nguyên đang được chữa trị, cho nên hắn rất dễ chịu. Giết giết giết, không chỉ Lăng Hàn cùng đinh thụ, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long cũng công kích không lưu tình, việc này không chỉ chiến đấu vì dương gian, còn có rất nhiều chỗ tốt cho bản thân, bởi vì bọn họ đã sử dụng rất nhiều nguyên đạo thạch. Tám tên thánh nhân cũng gia nhập chiến đấu nhưng Vi Vũ thánh nhân vẫn không dùng tới đế binh, hắn cần đề phòng âm thánh vận dụng đế binh, bằng không bị đánh đột ngột, tinh thể số 11 sẽ bị đánh nát, đại trận phong tỏa sẽ mở ra. Nhân vật thủ lĩnh của âm hồn cũng là thánh nhân, được xưng là Cửu Hoa Âm Thánh. Nó kịch chiến với vi vũ thánh nhân không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thực lực mạnh tới mức làm người ta kinh ngạc. Cửu hoa, người thành thánh tại âm phủ, có thể nói đã siêu thoát, cần gì phát động chiến tranh chứ? Vi vũ thánh nhân vừa đấu với cửu hoa âm thánh vừa dùng lời lẽ công kích. Cửu hoa âm thánh chỉ cười lạnh, người chỉ là con cờ trên bàn cờ, chỉ có thể nhìn người ta định đoạt số phận, không nên cho rằng thiên hạ do người như các ngươi định đoạt. Thành thánh đã là siêu thoát, sao còn có thể trở thành quân cờ? Vi Vũ Thánh Nhân phản bác, ha ha, ngươi chẳng những là quân cờ, hơn nữa còn là quân cờ không biết gì. Cửu hoa âm thánh cười nhạo, công kích của hắn liên tục, cũng rút ra đạo tác khủng bố, hắn tấn công rất điên cuồng. Hai người nói chuyện lọt vào tai mọi người, ai cũng kinh ngạc. Thánh Nhân cũng chỉ là quân cờ, vậy ai là người đánh cờ? Tổ vương, nhưng ai không biết thiên hạ không đế, lấy đâu ra tổ vương? Lại nói, nếu thật có tổ vương, còn cần phiền phức như thế sao, một mình có thể trấn áp thiên địa, có nhiều thánh nhân thì như thế nào, đều bị chân áp, có nhiều đế binh cũng chỉ là chuyện phí chút tay chân. Nhưng hiện tại không có thời gian suy nghĩ tới việc này, đại chiến vẫn còn tiếp tục, không ngừng có người thương vong, thế cục phi thường khẩn trương. May mắn, vào lúc xác nhận âm hồn tấn công chủ yếu ba tinh cầu, các thánh nhân tỏa chấn tinh cầu khác cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Có thêm viện quân hỗ trợ, âm hồn tan tác toàn diện. Cần gì chứ, vi vũ thánh nhân nói. Tiếp tục như vậy chỉ lưỡng bại câu thương, âm dương có thứ tự, mới có thể vĩnh cửu vĩnh tồn, ngươi nên bỏ ý niệm này đi, chuyện âm hồn tàn phá bừa bãi dương gian không phải chưa từng xảy ra, hiện tại sẽ không phát sinh, về sau cũng sẽ không phát sinh. Ha ha ha, cửu hoa âm thánh cười to, dáng vẻ như ngươi là đồ ngớ ngẩn. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn, không ai có thể ngăn cản được. Hắn nói, thuận vương lấy hưng thịnh, nghịch vương mà chết, không bao lâu nữa, các ngươi sẽ biết rõ các ngươi vô trí cỡ nào. Giả thân giả quỷ, không ít thánh nhân lạnh lùng nói cũng chỉ có đại đế mới có thể khống chế tinh không, chưa từng nghe nói âm phủ xuất hiện đại đế, thiên địa có thứ tự, tổ vương chỉ có thể sinh ra trong dương gian. Không có đại đế lĩnh quân, âm phủ muốn chiếm lĩnh dương gian, việc này không phải trò cười lớn hay sao? chương 4766, chữa trị bản nguyên. chương 4767, chữa trị bản nguyên. Chiến dịch kinh tâm động phách kết thúc, tất cả mọi người vội vàng chỉnh đốn. Thật nhiều người chịu trọng thương, thật nhiều người chết trận xa trường, đương nhiên, âm hồn cũng phải trả cái giá càng lớn, cuối cùng rất nhiều thánh nhân đồng loạt ra tay tạo thành đả kích hủy diệt cho âm hồn. Người sau khi chết, linh hồn sẽ đi âm phủ, tương đương với gia tăng thêm chiến lực cho âm phủ, mà dương gian, bồi dưỡng một cao thủ cần tốn thời gian thật lâu. Chỉ từ điểm ấy, dương gian có thể hao tổn nổi sao. Các người nói, âm phủ quy mô xâm lấn là vì cái gì? Đại Hắc Cầu nói, Lăng Hàn, Đại Hắc Cầu, Tiểu Thanh Long lại thêm ninh thụ, chỉ mộng hàm tạo thành một liên minh nhỏ. Đúng vậy, đây là việc ta không rõ. Đinh thủ cũng ôm đầu, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Phát động chiến trường, tranh đoạt lãnh thổ, không gì ngoài nhân khẩu và tài nguyên, nhưng âm hồn cần nhân khẩu và tài nguyên dương gian làm gì? Đúng thế, giết chết dương hồn, âm phủ có thể tăng thêm lượng lớn nhân khẩu, nhưng đó chỉ là cái lợi trước mắt, chỉ có bảo trì dương gian sinh sôi không ngừng mới có thể giúp âm phủ có y thêm sinh lực không dứt. Điểm này các âm thánh không thể không nghĩ ra, theo lý mà nói, âm dương tương cách, tất cả thủ một bên, nước giếng không phạm nước sông, đây là kết quả tốt nhất. Vì cái gì một phương khác lại xâm lấn, ở trong đó khẳng định có bí mật chúng ta không biết. Tiểu Thanh Long nghiêm túc nói ra, dừng, tất cả mọi người dựng ngón giữa với nó, nó nói rất cao thâm nhưng toàn là nói nhảm. Còn nữa, âm thánh còn tự xưng là quân cờ, chẳng lẽ âm phủ có đại đế xuất hiện? Đại hắc cầu sờ cầm, trước đó cử hoa âm thánh để lộ tin tức làm người ta phải run rẩy thánh nhân cũng chỉ là quân cờ, vậy ai có tư cách làm người đánh cờ? Đại đế, âm phủ không có khả năng xuất hiện đại đế. Chỉ mộng hàm rất khẳng định, tiên tổ đã từng tiến vào âm phủ và xác định trăm phần trăm, âm phủ không có hoàn cảnh thành đế. Nàng nói tới tiên tổ khẳng định chính là đông lâm tổ vương. Đã tổ vương nói âm phủ không có khả năng ra đời đại đế, vậy thì nhất định không có khả năng, người ta đã bước vào lĩnh vực này, tự nhiên có quyền lên tiếng nhất. Có phải đại đế hóa đạo, sau khi chết tiến vào âm phủ, trở thành đại đế khác loại. Đinh thụ phỏng đoán, Mọi người đều gật đầu, mặc dù âm phủ không có thành đất thành đế, nhưng nếu là đại đế hóa đạo thì sao? Không có khả năng, chỉ mộng hàm vẫn lắc đầu, nói. Theo tiên tổ nói, đại đế quá cường đại, cũng chính vì như thế, một khi tổ vương hóa đạo, linh hồn sẽ bị thiên địa hấp thu trở thành một bộ phận quy tắc thiên địa. Cho nên, âm phủ tuyệt đối không có khả năng xuất hiện đại đế. Nàng nói chém đinh chặt sắt, khẳng định không gì sánh được. Đây là đông lâm tổ vương cho ra kết luật, như vậy rất đáng tin tất cả mọi người vào đầu bứt tai cho dù nghĩ thế nào cũng không hiểu nhưng thánh nhân cũng không hiểu bọn họ đều là người kiến thức uyên bác đám người lăng hàn chỉ là chân ngã cảnh hóa linh cảnh bọn họ thương lượng có thể xuất hiện kết quả hay sao được rồi chúng ta nhanh chóng tăng thực lực lên đi cuối cùng mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ nói như thế lăng hàn cười nói với đinh thụ uy lúc nào nhận đại ca phi ta còn chưa bước vào hóa linh chỉ cần một ngày không vào hóa linh ta sẽ có một tia hy vọng cuối cùng đinh thụ ngẩng đầu lên nói lăng hàn hoài nghi nói ngươi sẽ không vì không làm tiểu đệ của ta cả đời này không đột phá hóa linh đấy chứ được rồi ta nhất định sẽ đạt tới đệ thập hình đinh thụ siết chặt nắm đấm hắn sinh ra chiến ý rất mạnh ha ha mọi người đều nghỉ ngơi lăng hàn cũng muốn điều chỉnh một chút sau trận này hắn được lợi không nhỏ đánh giết âm hồn tại dương gian sẽ được thiên địa khen ngợi mà lần này hắn đánh giết âm hồn nhiều vô số kể, năng lượng hủy diệt và chiến lược kinh khủng, đại âm hồn hóa linh cảnh cũng bị hắn chém giết. Cho nên, hắn đạt được chỗ tốt rất kinh người, sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn đã chữa trị hoàn toàn. Đương nhiên, giảm bớt thọ nguyên sẽ không bao giờ trở lại, đây là cái giá phải trả khi hắn gia tăng tu vi nhanh chóng, giống như có một loại nhân quả quy tắc, người muốn đi đường tắt thì phải bỏ ra cái gì đó. Hàng ngàn năm thọ nguyên, lang hàn mất đi vẫn mất đi hiện tại đã chữa trị bản nguyên, ta đã không còn nổi lo về sau. Hắn không có làm như vậy, hắn không sử dụng nguyên đạo thạch tu luyện, mà là chờ mong âm hồn xâm lấn lần tiếp theo, chữa trị bản nguyên đến viên mãn, đó là việc tốt, khẳng định sẽ có trợ giúp gia tăng tu vi. Mấy ngày sau, âm hồn lại làm loạn lần nữa. Lần này, chiến trường chính không nằm ở tinh thể số 11, cho dù như thế âm hồn cũng không ít, lang hàn giết địch vô số, hắn nhận được rất nhiều khen ngợi từ thiên địa, tu vi cũng tăng lên như bay sảng khoái, lang hàn tràn đầy chờ mong. hắn chiến đấu như thế suốt nửa năm, hắn đã sắp tu hành thành đệ thập hình đỉnh phong, có tư cách xung kích hóa linh cảnh. Hơn nữa, đây là tăng lên trong chiến đấu, hoàn toàn không cần lo lắng tu vi tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn. Âm hồn ba ngày một lần đánh nhỏ, 10 ngày một lần đánh lớn, giống như muốn tiêu hao sạch sẽ tích lũy suốt vô số năm tháng. Dương gian bên này tổn thất rất lớn, nhưng chỉ cần người còn sống sẽ có tăng lên kinh người. Nhưng mà chỗ tốt như vậy cũng không phải mỗi người đều có thể cùng hưởng, bởi vì âm hồn không chịu bí lực tổn thương, chỉ có năng lượng tầng thứ cao cùng đạo tác mới có thể gây tổn thương, võ giả dưới chân ngã cảnh rất phí sức khi đấu với âm hồn. Cho nên, xuất chiến ở chỗ này, chỉ ít cũng phải là chân ngã cảnh, sinh đan, chú đỉnh không vớt được chỗ tốt, ngược lại còn bồi cả tính mạng vào. Thấm thoát đã một năm qua đi, Lăng Hàn đã tu chân ngã thứ 8 đến đệ thập hình, chỉ kém chân ngã cuối cùng, hắn có thể chạm tới đỉnh phong của chân ngã cảnh. Nếu âm hồn còn phối hợp như thế, có lẽ một tháng là đủ. Lăng Hàn tươi cười, hắn rất chờ mong. Tiểu Hàn tử, đại hắc cầu nói vọng vào. Ân, Lăng Hàn đi ra ngoài. Âm hồn lại tới, đại hắc cầu hưng phấn nói. Bọn họ xem âm hồn như tặng lễ, mà có người tặng lễ, hơn nữa là đại lễ, có người nào không vui vẻ. Tốt, xuất động, Lăng Hàn cùng đại hắc cầu, tiểu thanh long. Chỉ mộng hàm và bảy tiểu hoa nhi cùng giết ra ngoài, đây là cơ hội gia tăng tu vi tốt nhất. Đương nhiên, âm hồn cũng không phải thuần túy đến tặng lễ bọn chúng không ngừng công kích dương gian bên này cũng tổn thất nặng nề dù sao không phải mỗi người đều có thực lực cường đại như đám người lăng hàn hơn nữa thật sự gặp được âm hồn cường đại lăng hàn còn có thể phát động tinh bộ dẫn mọi người chạy trốn có bao nhiêu người có ưu thế như vậy tất cả đều bình thường đương nhiên cần phải xác định trọng điểm tấn công của âm hồn lượng lớn thánh nhân tôn giả chạy tới triển khai đại đột sát khi đó có thể bình loạn trong thời gian ngắn nhưng lần này đã khác Hư không bị xé rách, chỉ thấy có một dòng sông xuất hiện. Chương 4767, âm hà lại xuất hiện. Bạn cần đăng nhập để đọc chương này, nếu có tài khoản đăng nhập tại đây nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây. Chương 4768, biển máu Xính Uy. Chương 4768, âm hà lại xuất hiện. Ô, Lăng Hàn hét lên kinh ngạc, Ân, Đinh Thủ cũng khiếp sợ, làm sao vậy? Đại Hắc Cẩu vội vàng hỏi. Lăng Hàn hít sâu một hơi, nói: con sông này khá quen thuộc, người cũng cho rằng như vậy. Đinh Thụ nhìn sang Lăng Hàn, Lăng Hàn gật đầu, nếu như hai người chúng ta đều cho rằng như vậy, tia tin tưởng sẽ không sai. Uy, các ngươi đang nói gì thế? Tiểu Thanh Long không kiên nhẫn, nó lập tức hỏi thăm. Âm hà tỏng ám về ân địa ngục, lang Hàn trầm giọng nói, cuối cùng hắn đã mở ra đáp án. Cái gì, tất cả mọi người chấn kinh, ám vân địa ngục là hiểm địa trong thiên địa, giấu ở trong một lỗ đen, trong đó có đại nguy hiểm, cho dù thánh nhân mang theo đế binh đi vào cũng có khả năng vẫn lạc. Nhưng việc này không nên liên quan với nhau, vì cái gì âm hà trong ám vân địa ngục lại xuất hiện tại nơi này. Hơn nữa, ám vân địa ngục không phải giấu trong lỗ đen sao. Tiểu hàn tử, các người có lầm hay không? Chẳng qua là tương tự mà thôi. Đại hắc cầu nói, đúng đúng đúng, thế gian này có rất nhiều sông lớn, không nhất định là con sông đó. Tiểu thanh long cũng gật đầu, có đúng hay không rất dễ chứng minh. Lang hàn trầm giọng nói, chứng minh như thế nào chỉ mộng hàm hỏi có người chèo thuyền hay không Đinh thụ lên tiếng đột nhiên xuất hiện con sông lớn làm cho mọi người nghi người trong tinh không minh mông đột nhiên xuất hiện một con sông lớn là có ý gì ngược lại đại quân âm hồn đã tan tác có rất nhiều người thu hồi vũ khí và nhìn lên bầu trời âm Hà lao nhanh rõ ràng không có đáy sông nhưng sông lớn lại bị lực lượng vô hình khống chế không có lan tràn ra chung quanh trong lúc nhất thời tất cả mọi người có cảm giác âm khí đáng sợ xuyên vào xương mọi người không ngừng run rẩy đây là hàn ý phát ra từ trong cơ thể có làm thế nào cũng không xua tan được đây là chuyện gì tại sao một con sông lại xuất hiện nghĩ như thế nào cũng không giống chuyện tốt các thánh nhân đi tới và đứng bên cạnh bờ sông lộ ra vẻ mặt cảnh giới nhìn kia có người chỉ vào dòng sông mọi người đều nhìn theo nội tâm mọi người run rẩy chỗ đó có một chiếc thuyền nhỏ đang tiến lên chậm rãi thậm chí không thể nói đây là thuyền, ở đầu thuyền có một người đang chèo thuyền, đang ung dung chống xào trúc. Nếu việc này xuất hiện trên tinh cầu sẽ bình thường, nhưng trong tinh không xuất hiện một con sông, trong con sông xuất hiện một người chèo thuyền, cho dù nhìn thế nào cũng không thích hợp. Lăng Hàn hướng về Đinh Thụ nhìn, Đinh Thụ đúng lúc cũng nhìn lại, hai người đều là nhướng mày, tâm bên trong hiện lên mãnh liệt hàn ý. Hơn nữa không chỉ có một thuyền nhỏ như thế, rất nhanh, lại có một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện, sau đó là chiếc thứ ba, chiếc thứ bốn, số lượng càng ngày càng nhiều, nối đuôi nhau mà đi. Chạy đến lân cận một chút, tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng, người chèo thuyền đều có làn da trắng xanh, ánh mắt tối tăm giống như chết đi cực lâu. Đây không phải âm hồn, ngược lại giống như cái xác không có linh hồn. Hư, giả thân giả quỷ, một tên thánh nhân lạnh lùng nói, hắn vươn tay ấn một cái, bàn tay to lớn như tinh cầu nện vào dòng sông. Thánh nhân xuất thủ kinh thiên động địa, nhưng thời điểm bàn tay đánh xuống, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện ra, kiếm quang kinh diễm không gì sánh bằng, cũng chiếu sáng toàn bộ tinh không. Bàn tay trên bầu trời bị chém đứt, cũng không thể chạm vào nước sống. Một kích khủng bố như thế bị hóa giải dễ dàng. T, rất nhiều người khiếp sợ, thánh nhân vừa xuất thủ nhưng lại bị phá giải dễ dàng, người xuất thủ có tu vi gì. Nhất định phải là thánh nhân, ở đâu ra, nơi này đã không có âm hồn, chẳng lẽ trừ âm hồn ra còn có tồn tại quỷ dị khác. Vào lúc này tất cả thánh nhân như lâm đại địch, chỉ riêng âm hồn làm loạn đã làm bọn họ nhức đầu, hiện tại có địch nhân mới chạy ra. "Ồ, có một thánh nhân khiếp sợ, hắn là người Thiên Linh Đế tộc." "Vô Gian, ngươi làm sao vậy?" Bên cạnh có thánh nhân hỏi. "Vô Gian thánh nhân hít sâu một hơi, hắn chỉ vào chiếc thuyền nhỏ và nói: "Người phía trên chính là một thánh nhân của Thiên Linh Đế tộc chúng ta mất tích rất lâu." "Cái gì?" Mặc dù chỉ là hai người nói chuyện nhưng bốn phía đều là thánh nhân, tự nhiên tùy tiện nghe được hai người nói chuyện. "Là vị nào?" Có thánh nhân nghĩ tới việc xưa, Thiên Linh Đế tộc có một thánh nhân đột nhiên mất tích, chỉ có đế binh tự mình bay trở về trong tộc, đây là câu đố không lời giải đáp. Lúc trước thánh nhân tộc ta đã từng mang theo đế binh đi tới Ám Vân Địa ngục, muốn tìm tòi hư thực, nhưng không lâu lắm, đế binh tự mình bay trở về trong tộc, mà vị thánh nhân kia mất đi tung tích. Vô Gian thánh nhân chậm rãi nói ra, chuyện đã qua rất nhiều năm, thánh nhân hóa đạo không có khả năng dao động căn cơ của Thiên Linh Đế tộc, bởi vì sẽ có thánh nhân mới xuất hiện, cho nên vô gian thánh nhân cũng không để ý nói ra bí mật năm xưa đây chính là chuyện cách đây hàng ngàn vạn năm nhưng thánh nhân đột nhiên mất tích chẳng phải rất kinh người hay sao hắn cũng cần các thánh nhân tham mưu giúp hắn một chút rốt cuộc chuyện này là như thế nào thánh nhân nào không sống lâu ngàn vạn năm thánh nhân kia là người hay quỷ ám vân địa ngục các thánh nhân đau đầu suy nghĩ đây là tuyệt địa trong thiên địa mặc dù cũng là nơi duy nhất sản sinh nguyên đạo thạch cũng làm không ít đế tộc đỏ mắt nhưng có ai dám hưng binh tiến vào không Hiện tại dòng sông thuộc về ám vân địa ngục đột nhiên xuất hiện, còn có thánh nhân của vô số năm trước trèo thuyền, bất cứ người nào cũng có cảm giác sợ hãi. Thời điểm này các thánh nhân không hiểu, người trèo thuyền lại phát động công kích. Oanh, lực công kích đáng sợ bộc phát, không phải thánh nhân thì chính là tôn giả, thực lực quá kinh khủng, trong nháy mắt đã xé ra một lỗ hồng, bọn chúng tiến quân thần tấn công vào tinh cầu thứ 18. Ngăn cản bọn chúng, các thánh nhân kêu lên, lập tức có thánh nhân thức tỉnh đế binh tấn công người trèo thuyền. Đế binh sống lại, tương đương với một vị đại đế sống lại, cho nên chiến lược rất kinh khủng, một kích đánh những người chèo thuyền bay khắp bốn phía, hoàn toàn không địch lại. Thánh nhân gặp được đại đế, cho dù chỉ thổi một hơi cũng đủ giết thánh nhân. Lúc này có người chèo thuyền bị đánh vỡ nát, có lực lượng quỷ dị tác dụng, những mảnh vỡ của người chèo thuyền rơi vào trong sông, chỉ qua một lúc đã có người chèo thuyền mới xông ra ngoài. Hoàn chỉnh, sống lại, không không không, bọn chúng đã sớm chết rồi, cho nên bị đánh nát cũng không có quan hệ tái hợp thân thể là được. Thấy cảnh này, mỗi người đều sợ hãi. Chương 4769, biển máu sinh uy. Chương 4769, biển máu sinh uy. Quá kinh khủng, vô số lực lượng thánh nhân, tôn giả gia nhập chiến đấu, đây là việc làm người ta đau đầu, mà càng đáng sợ chính là những thứ này giết không chết, cho nên càng làm người ta tuyệt vọng. Thế thì còn đánh như thế nào? Người giết chết bọn họ một vạn lần, bọn họ cũng có thể phục sinh một vạn lần, căn bản là giết không chết. Trên đời này không có chuyện khó giải như thế. Lang Hàn ở bên dưới nói, ta tin tưởng, năng lực phục sinh của âm hà có hạn. Nhưng vấn đề là, dù chỉ phục sinh hai ba lần cũng đủ làm đầu của ngươi to như cái đấu. Đinh Thụ Cao mày nói, đúng vậy, đó là vấn đề lớn, hơn nữa, không biết cực hạn phục sinh của âm hà như thế nào, làm cho người ta không có nắm chắc, như thế càng làm người ta tuyệt vọng. Oanh, trong tinh không, kịch chiến vẫn còn tiếp tục, vị thánh nhân thúc giục đế binh đại khai sát giới, đế binh phát huy không có đối thủ, người chèo thuyền bị đánh tan nát, dường như âm hà có sinh mệnh sống lại, nó không ngừng phục sinh. Nhưng đế binh sống lại thời gian có hạn, rất nhanh, tên thánh nhân kia không chịu nổi và rút lui. Hắn vừa lui xuống, có người thúc giục đế binh thay thế. Còn tốt, một thánh nhân khác cũng quét ngang tất cả. Nhưng mà đại quân âm hồn ngóc đầu trở lại, có âm thánh cũng sử dụng đế binh lao tới đại chiến, cảnh tượng khủng bố vô biên. Trận giáp lá càng mở ra, tình thế càng đi gầy càng ác liệt lần này âm hồn có viện quân người trèo thuyền trong âm hà đáng sợ không gì sánh bằng đều là thánh nhân và tôn giả bọn họ liên thủ có thể áp chế dương gian hơn nữa còn có thể phản công rất mạnh may mắn dương gian có nhiều đế binh các đế binh thay nhau sống lại còn có thể ổn định cục diện ô đanh đúng lúc này hư không vỡ ra chỉ thấy biển máu xuất hiện khốn kiếp lang hàn cũng phải nói tục không phải chứ chỉ mộng hàm há hốc mồm nàng cũng cực kỳ sợ hãi nàng không xa lạ gì huyết hải lúc trước ba đại thánh nhân liên thủ mang theo đế binh đi vào kết quả trong biển máu có thánh nhân thi vô tận đuổi bọn họ ra ngoài về sau thật nhiều đế tộc liên thủ mang theo đế binh xông vào nhưng vô dụng cuối cùng cũng chật vật rời đi tại sao lúc mấu chốt lại có biển máu tham gia náo nhiệt lang hàn lại nghĩ tới cử hoa âm thánh từ nói bọn họ đều là quân cờ khác biệt ở chỗ thánh nhân dương gian vẫn không biết mình là quân cờ đối với đế tộc mà nói bọn họ không xa lạ gì huyết hải tất cả thánh nhân khiếp sợ không gì sánh được Xong đời, nếu thánh nhân thi trong biển máu cũng gia nhập chiến đấu, hơn nữa còn trợ giúp âm hồn, vậy bọn họ trừ chạy tán loạn ra, làm sao đánh tiếp bây giờ? Pha chạm, đúng là có khả năng ngăn cản âm hồn tại nơi này, nhưng thánh nhân nơi này sẽ chết đi bảy tám phần. Liên hỏi, có mấy thánh nhân có giác ngộ lớn như thế, bảo bọn họ hy sinh chính mình. Biển máu xô trào, hưu hưu hưu, từng bóng người gia nhập chiến đấu, mà mục tiêu công kích của bọn chúng chính là thánh nhân dương gian. Xong đời, thấy cảnh này, tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng. Trong hai tuyệt địa này ẩn chứa lượng lớn thánh nhân thi, hiện tại những thánh nhân thi này cùng sống lại, bị đế binh đánh nổ còn có thể sống lại, có người nào chịu nổi. Chiến ý của tất cả mọi người giảm mạnh, cho dù là các thánh nhân cũng không có lòng ham chiến. Có thể thấy rõ ràng, thánh nhân, tôn giả tạo thành trận tuyến đang tan vỡ, mà lượng lớn âm hồn nhân cơ hội giết ra, cũng lao vào 33 viên tinh cầu. Chỉ cần đánh nát những tinh cầu này, trận thế tự giải, như vậy, Âm hồn có thể tiến quân thần tốc. Trong thời điểm như thế, Lăng Hàn còn xuất hiện một tia hiếu kỳ. Âm hồn còn có biển máu, trong âm hà có thánh nhân, tôn giả trợ giúp, những cường giả này xuất thủ, như vậy đế tộc liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng, vậy âm hồn bình thường làm gì? Đại trận hiện tại tối đa vây quanh cấp bậc giáo chủ, tôn giả có thể cố sức phá vỡ vòng vây, đối với đại quân âm phủ mà nói, số lượng cường giả của bọn chúng đủ quét ngang thiên hạ, cần gì quan tâm tới nhiều tiểu tốt như thế? Trước đó cửu hoa âm thánh đã nói, đây là một lần đánh cờ, các âm hồn bình thường chính là tiểu tốt, cho nên, tiểu tốt cũng có tác dụng đặc biệt của tiểu tốt. Tiểu hàn tử, chúng ta nên rút lui. Đại hắc cầu kêu lên, lang hàn gật đầu, thật sự nên rút lui, liên quân âm phủ xung kích, phòng tuyến của các thánh nhân tạo ra sẽ tan vỡ. Hơn nữa những thánh nhân này đã không còn chiến ý, cho nên, phòng tuyến tan vỡ sẽ nhanh hơn. Rút lui, rút lui, các thánh nhân phát ra mệnh lệnh rút lui, Hiện tại đại quân âm hồn đã thế không thể đỡ, huyết chiến tại nơi này chỉ tiêu hao sinh lực. Lập tức, truyền tống trận mở ra, mọi người rút lui nhanh như tia chớp. Lăng Hàn cũng ném ra trận cơ, Bạch Quang bao phủ, bọn họ nhanh chóng rời đi. Thời điểm bọn họ xuất hiện đã cách sơn hải thiên rất xa. Nhưng dù cho cách xa như vậy, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy đại chiến trong tinh không, ánh sáng vô tận nhấp nháy, có dư âm năng lượng phát ra và hóa thành phong bạo đáng sợ. Oanh, trên bầu trời Bỗng nhiên có một chùm sáng cực kỳ chói mắt làm người ta không mở mắt ra được. Có một tinh cầu bị đánh nổ, lang hàn trầm giọng nói, ai, tất cả mọi người đều thở dài, tình thế chuyển biến quá đột ngột, có ai nghĩ âm hồn còn có viện quân. Một tinh cầu bị đánh nổ, trận pháp sẽ bị phá, từ nay về sau, âm hồn có thể tiến quân thần tốc không ai cản nổi. Lang hàn cười khổ, hắn còn muốn thái binh, trong nguyên thế giới có cuồng loạn muốn nuốt hết vị diệt, diệt tận thương sinh, vốn cho rằng chạy ra ngoài này sẽ yên tĩnh nhưng ngày tháng bình an không duy trì bao lâu lại xuất hiện âm hồn tàn phá bừa bãi. Sinh linh và âm hồn không thể cùng tồn tại với nhau, cho nên đây là cục diện khó giải. Trong lịch sử nói tới thời kỳ hắc ám chính là chỉ âm hồn xâm lấn sao. Như vậy, trong thời khắc này sẽ có đại đế xuất thế bình định thiên hạ. Oanh, 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 trên bầu trời có ánh sáng sinh ra, lại một viên tinh cầu nổ tung, nó tỏa ra hào quang trói mắt, có một loại mỹ cảm khó nói thành lời, nhưng mọi người cũng chỉ có hàn ý, liên quân âm hồn thế không thể đỡ, bọn chúng tàn phá bừa bãi như thế, trên đời này có chỗ cho sinh linh dung thân hay sao? Sau đó sẽ tiến vào thời kỳ hắc ám sao? Âm âm, hiện tại lại có tinh cầu nổ tung, mỗi người đều im lặng, không ai có hứng thú nói chuyện. Ha ha, các người còn chưa tuyệt vọng sao? Một giọng nói vang lên trong thức hải mọi người, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một tiểu hòa thượng. Nói là tiểu hòa thượng là vì hắn quá trẻ tuổi, hắn chỉ khoảng 15-16 tuổi, nhưng mà thân thể của hắn không nhỏ chút nào, thậm chí cái đầu chọc của hắn lớn như mặt trời. Tiểu hòa thượng xuất thủ, bàn tay trái đánh vào biển máu, tay phải đánh vào âm hà, hắn muốn đánh lật úp hai nơi này. chương 4770, đời thứ hai, oanh, cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, hai tay của tiểu hòa thượng đánh ra đạo tắc phát sáng, giống như toàn bộ tinh không đều tỏa sáng. Hai bàn tay đã bước lui âm hà và biển máu, mẹ nó, ta thấy cái gì, tất cả mọi người chố mắt nhìn, có lượng lớn thánh nhân còn chưa rút lui đã nói tục. Tiểu hòa thượng là sắp nghịch thiên sao, trong âm hà và biển máu có bao nhiêu thánh nhân thi. Mặc dù mang theo chữ thi nhưng vẫn nắm giữ chiến lược thánh nhân. Cho nên, muốn một kích bước lui biển máu và âm hà cần sức mạnh khủng bố cỡ nào. Chẳng lẽ trong thiên địa đã xuất hiện một vị đại đế? Có đại đế mới xuất thế, tại sao lại yên tĩnh như thế? Chẳng lẽ là Phật tử mạnh nhất Phật thổ? Có người run giọng nói, Phật thổ cũng giống như đế tộc, có thế hệ hoàng kim cũng có thế hệ bạch ngân, nghe nói Phật tử thuộc về thế hệ hoàng kim vị đã sớm đạt tới cấp giáo chủ. Nhưng bây giờ đã thành đế, có khoa trương như thế sao? Không, tuyệt đối không phải người của Phật thổ, có một vị thánh nhân nói, hắn từng gặp qua Phật tử của Phật thổ, hắn hoàn toàn khác biệt với tiểu hòa thượng này. Quá kinh người, tiểu hòa thượng này chỉ khoảng 15-16 tuổi, trẻ tuổi như vậy đã là đại đế. Lại có thánh nhân nói, tiểu hòa thượng không phải đại đế nhưng thực lực đã vượt xa thánh nhân cửu tinh. Thánh nhân thiên linh đế tộc nói, chẳng lẽ là, chuẩn đế, tất cả thánh nhân đều kinh hô, đúng vậy, cẩn thận quan sát thì bọn họ phát hiện tiểu hòa thượng không phải là tổ vương, hắn vẫn còn kém một đường nhưng lại mạnh hơn thánh nhân rất nhiều. Cho nên, chỉ có một cái khả năng, đó chính là chuẩn đế. Tiểu hòa thượng bá khí không gì sánh được, hắn suốt vài chiêu đã đánh âm hà và biển máu lui lại. Vô số thánh nhân, tôn giả thi giết tới, nhưng ở trước mặt chuẩn đế lại không có gì đáng chú ý, một chiêu đánh nát tất cả. Cho dù âm hà và biển máu có thể phục sinh thì sao, chuẩn đế cũng không phải đế binh, không cần thức tỉnh, bất kỳ lúc nào cũng bảo trì trạng thái toàn thịnh. Lục đạo Phật binh, tiểu hòa thượng quát một tiếng, hắn đánh ra một trường, sau lưng xuất hiện sáu loại thần binh như thiền trược, vi đà sử, chúng tỏa ra kim quang đánh vào âm hà và biển máu. Oanh, đây chính là tuyệt chiêu của chuẩn đế, một kích đánh nổ âm hà và biển máu. Đa ra, thật không nghĩ tới người chẳng những không có chết, hơn nữa còn sống thêm đời thứ hai. trong âm hà xuất hiện giọng nói, giọng nói này là thần thức truyền âm, trong nháy mắt đã truyền khắp tinh không, mỗi người đều nghe rõ ràng. người này là ai? trong âm hà chỉ có thi thể, mặc dù mỗi người có chiến lược kinh người, nhưng tất cả là xác không hồn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua kẻ nào mở miệng nói chuyện. hiện tại trong âm hà xuất hiện tiếng người, giọng nói này làm người ta khiếp sợ, kính nể sinh ra từ sâu trong nội tâm giống như đó là tồn tại vô thượng, cả thế gian phải ngước nhìn. Âm Hà Chi Chủ, Chúa Tể của Ám Vân Địa Ngục, chờ chút, Đa Gia, Đa Gia Phật, sau khi mọi người giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến ý nghĩa đáng sợ trong lời vừa rồi. Tiểu Hòa Thượng là Đa Gia Phật, không không không, không phải Đa Gia Phật vài trăm triệu năm trước, mà là đời thứ hai của hắn. Lúc trước Đa Gia Phật chỉ còn lại một tấm da, chẳng lẽ tấm da đó là nhục thân đời thứ hai của Đa Gia Phật? Trời ạ, à, sống thêm đời thứ hai, đây là tin tức kinh người cỡ nào. Lăng Hàn cũng sướng sờ, hắn nhìn tiểu hòa thượng mi thanh mục tú kia, đó chính là Đa Gia Phật. Là Đa Gia Phật giết vô số thánh nhân trong hắc thiên thần miếu. Hắn nghe rằng, hắn cần thời gian tiêu hóa việc này. Người đã sớm nên bụi về với bụi, đất về với đất, còn lưu lại làm gì? Tiểu hòa thượng từ tốn nói, hắn không có phản bác, nói rõ hắn thực sự chính là Đa Gia Phật, sống thêm đời thứ hai. Hừ, đến cấp độ của chúng ta chỉ theo đuổi vĩnh hằng người trong âm hà nói đa gia không nên xen vào chuyện bao đồng nếu không ta sẽ làm đời này của ngươi kết thúc đa gia phật thản nhiên nói nghịch thiên mà đi trung quy sẽ bị thiên phạt người núp trong âm hà kéo dài hơi tàn thì thú vị lắm sao hơn nữa ngươi có thể thử nhìn một chút là ngươi chém ta hay ta giết ngươi lúc hắn nói xong lời cuối cùng bỗng nhiên hắn bộc phát ra sát cơ đáng sợ bao phủ bốn phương cho dù thánh nhân thì thế nào tất cả đều kêu lên đau đớn và khó chịu. Đây chính là chuẩn đế, trong hắc thiên thần miếu, không biết có bao nhiêu thánh nhân bị vị này hành hạ đến chết. Hiện tại, hắn sống thêm đời thứ hai, đoán chừng chiến lực không giảm ngược lại còn tăng lên, chân áp thánh nhân giống như chơi đùa. Thời thế hiện nay không có tổ vương xuất thế, đa gia Phật chính là tồn tại mạnh nhất, không có thứ hai. Cạc cạc cạc, trong âm hà có tiếng cười quái dị vang lên, đa gia, người thật ngông cuồng, nhưng mà, xem mặt mũi của sư huynh ngươi, lần này ta không chấp nhận với ngươi ngược lại thời gian còn kém một chút oanh hư không vỡ vụn âm hà lại chui vào trong hư không sau đó hư không khép kín âm hà biến mất giống như chưa từng tồn tại bao giờ trong biển máu không phát ra âm thanh gì nhưng cũng tiến vào trong hư không hai đại siêu cấp uy hiếp đã bị một mình đa gia phật hóa giải hai cường viện vừa đi đại quân âm hồn cũng không còn tàn phá bừa bãi lập tức rút lui trở về bên trong sơn hải thiên đa gia phật đứng ngạo nghễ trong tinh không thân thể to lớn giống như chiếm trọn tinh không, người ở tinh không xa xa vẫn thấy rõ ràng. Bái kiến đa gia đại nhân, có một vị thánh nhân tiến lên, pháp thân hắn lớn ước vạn trưởng hắn nói. Bản thánh là hồng quang thánh nhân của kim đỉnh đế tộc, đa gia đại nhân, có thể tới hàn gia ngồi một chút hay không? Chuẩn đế đấy, là nhân vật châu bò một chân đã bước vào đế cảnh, tuyệt đối là khách khí cấp cao nhất. Ba, đa gia Phật đánh ra một trường, hồng quang thánh nhân bị hắn tát bay ra xa. Ta đi, thấy cảnh này tất cả mọi người nghe rằng đây chính là thánh nhân tồn tại tiếp cận vô địch trong thiên địa gần như đứng trên đỉnh phong của võ đạo hơn nữa hồng quang còn là thánh nhân của đế tộc trong tay cầm đế binh như thế được không đa gia phật hừ lạnh một tiếng ghét nhất là loại người như các ngươi ít lôi kéo làm quen với ta nơi xa hồng quang thánh nhân đã đứng vững trên mặt còn có dấu bàn tay rất rõ hắn xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu hắn chủ động làm quen còn bị tát mắc cỡ chết người ông hắn trực tiếp thức tỉnh đế binh nghiêm nghị nói đa gia cho dù tổ vương đời rời xuất thế cũng phải khách khí với đế tộc người chỉ là chuẩn đế lại dám đánh bản thánh đa gia phật lạnh lùng nhìn hắn và quát lại ồn ào ta làm thịt ngươi bá khí lăng hàn cảm khái đây là nhân vật châu bò sống từ thời thượng cổ trước kia đa gia phật còn dày vò thánh nhân các thánh nhân trải qua kiếp nạn như địa ngục hiện tại thế nào tiện tay đánh thánh nhân đế tộc bà tai đại trưởng phu nên như thế Chương 4771, tạm bình Họa loạn. Đối mặt đa gia Phật cường thế, Hồng Quang Thánh nhân do dự. Hắn bị tát trước mặt bao người, hắn đương nhiên muốn đòi lại mặt mũi, nhưng vấn đề là, trước mặt một vị chuẩn đế, hơn nữa là tồn tại tạo ra sát nghiệp vô biên từ thời thượng cổ. Nếu như không giải quyết được, hắn bị đối phương giết thì làm sao bây giờ? Thánh nhân tăng thêm đế binh không thể giải quyết được chuẩn đế, vậy hắn chết cũng không tốt, ai báo thù cho hắn? Lại nói, chuẩn đế muốn chạy thánh nhân mang theo đế binh có thể đuổi kịp sao? Trừ phi bố trí sát cục, mười mấy thánh nhân đều mang theo đế binh đến phục sát, bằng không chẳng có người nào có thể ngăn cản chuẩn đế. Còn muốn các thánh nhân đế tộc liên thủ với hẳn, hắn làm được sao? Ai nguyện ý bốc nguy hiểm lớn như vậy? Hồng quang thánh nhân do dự nửa ngày, cuối cùng hắn cho đế binh khôi phục và cố nén cơn giận này này. Ách, không địch lại một vị chuẩn đế, về tình về lý đều có thể hiểu. Đa gia Phật bế nghĩa tứ phương, không người dám nhìn thẳng hắn. Chuẩn đế, Manik theo một chữ đế đã gần như vô địch. Đa Gia Phật nhìn một vòng và nhìn sang Lăng Hàn. Hắn cất bước đi tới, Đa Gia Phật đã xuất hiện ở trước mặt Lăng Hàn, thân thể to lớn biến thành hình thái bình thường, giống như một tiểu hòa thượng. Sau đầu hắn xuất hiện Phật Quang, hắn càng thần thánh không gì sánh bằng. Lăng Hàn không dám cho rằng vị này là người nhân từ, đối phương động một tí là có thể chế tạo địa ngục cho thánh nhân, làm sao có thể không tâm ngoan thủ lạt. Trong lòng của hắn căng thẳng nhưng cũng không quá mức bối rối. Nếu đa gia Phật muốn giết hắn, ban đầu hắn đã làm trong hắc thiên thần miếu, sẽ không chờ tới ngày hôm nay. Người trẻ tuổi trưởng thành rất nhanh, đa gia Phật gật đầu, hắn hiện tại là tiểu hòa thượng, nói như thế càng giống ông cụ non. Trước mặt vị này, tiểu thanh long, đại hắc cầu cũng không dám nói lại nhảy, ngoan ngoãn im lặng đứng nhìn. Lang Hàn cười cười, cảm ơn tiền bối khen ngợi, ta thường xuyên nghe nói chuyện của ngươi. Đa gia Phật nói, thú vị, Lang Hàn thụ sủng nhược kinh, một vị chuẩn đế còn chú ý tới mình đây là việc không thể tưởng tượng nổi vãn bối sẽ bảo trì cố gắng hắn nói đa gia phật bật cười hắn gật đầu cũng không nói gì nữa hắn cất bước kim quang bao phủ và hắn biến mất trong tinh không minh mông thủ đoạn của chuẩn đế huyền diệu khó nói thành lời trong thời gian ngắn có thật nhiều ánh mắt thánh nhân đang nhìn lăng hàn trước đó thánh nhân tiến lên bắt chuyện đa gia phật trực tiếp tát bay nhưng vừa rồi hắn chủ động nói chuyện với tiểu bối hơn nữa còn trò chuyện vui vẻ, đây là việc làm người ta kinh ngạc. Tại sao lại là Lăng Hàn chứ? Hiện tại Lăng Hàn đã trở thành cây gai trong mắt của đế tộc, thật nhiều đế tộc nghĩ diệt trừ hắn, hết lần này tới lần khác đa gia Phật lại nhìn Lăng Hàn với ánh mắt khác. Mặc dù vừa rồi chỉ nói vài câu, cũng không xác nhận đa gia Phật rất tán thưởng Lăng Hàn, nhưng vạn nhất thì sao? Vạn nhất sau khi giết Lăng Hàn chọc đa gia Phật không vui. Cửu Sơn Thánh Nhân tăng thêm đế binh, các đế tộc chỉ ít còn có thể chịu đựng được, cùng lắm thì nhịn đến khi cửu sơn thánh nhân chết đi cũng không tin cửu dương thánh địa có thể bồi dưỡng ra thánh nhân trong thời gian ngắn việc này cần nội tình và đại khí vận còn chuẩn đế ai những đế tộc này đều lắc đầu không thể trêu vào hoàn toàn không thể trêu vào đế binh sống lại cũng chỉ có thể uy hiếp nhưng nó có thể bảo trì trạng thái như vậy mãi hay sao muốn giết một chân ngã cảnh nho nhỏ có khó khăn như thế sao nhìn lăng hàn những thánh nhân đế tộc đều cảm thấy khó chịu Hiện tại Lăng Hàn đã có thêm hai tầng bảo hiểm, bọn họ khó có thể ra tay. Cho dù là Chiến Thần cung cũng phải suy nghĩ, Vạn Nhất chọc giận Đa Gia Phật, nói không chừng thế lực ẩn giấu vô số năm cũng bị san bằng. Lăng Hàn không cảm thấy Đa Gia Phật cố ý bảo vệ mình, trong mắt cường giả như thế chỉ có mục tiêu thành đế, chẳng qua người ta cảm thấy hắn thú vị cho nên mới cố ý khen hắn một câu. Hiện tại Âm Hồn Sơn Hải Thiên đã bị trấn áp, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra sự cố, bởi vậy, nơi này được bố trí lần nữa có thánh nhân thay phiên đóng quân, những người khác trở về, nên làm gì thì làm. Trong nội tâm của mọi người treo một thanh kiếm, âm hà và biển máu có hai tồn tại đáng sợ không gì sánh bằng, nói không chừng cũng là chuẩn đế, nếu không với tính cách cường thế của đa gia Phật cũng không trơ mắt nhìn bọn họ rút lui. Hiện tại bọn họ chỉ bị đa gia Phật đuổi chạy, cũng không có nghĩa bọn họ vĩnh viễn không quay lại. Ngược lại, sở dĩ bọn họ nhượng bộ là cảm thấy thời cơ chưa tới. Không có ai biết thời cơ này chỉ về cái gì, nhưng nguy cơ sẽ ngóc đầu trở lại, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đến lúc đó, hai vị chuẩn đế mang theo âm hồn, đại quân người chết lại đến, hơn nữa còn đích thân xuất thủ, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Lại nói, hiện tại đã có ba chuẩn đế, thế hệ Hoàng Kim, thế hệ Bạch Ngân làm sao có thể không nóng lòng như lửa đốt. Con đường thành đế mở ra, ba vị này đã đứng ở điểm cuối cùng, nhưng bọn họ vẫn đang bò lên, hiện tại còn đang cạnh tranh với nhau. Trận đấu này còn chưa bắt đầu đã kết thúc, có ai cam tâm trở lại học viện Tổ Vương, bầu không khí tu luyện dày đặc hơn trước. Ba vị chuẩn đế còn chưa bước ra một bước cuối cùng, vậy nói rõ tất cả mọi người vẫn còn cơ hội. Hơn nữa, nghe đa gia Phật và Âm Hà Chi chủ đối thoại, bọn họ đều là lão quái vật, thông qua thủ đoạn đặc thù nào đó sống tới bây giờ, cho nên, cho dù bọn họ là chuẩn đế, muốn thành đế cũng khó khăn hơn nhiều. Bởi vậy, mặc dù mọi người tạm thời thua kém, hơn nữa không chỉ kém hơn một chút, bọn họ vẫn có cơ hội thành đế. Ở trên con đường này, không có cái gì tới trước tới sau, không có cái gì có công bằng hay không, chỉ có cố gắng, chỉ có dũng cảm tiến tới mà thôi. Đầu rơi máu chảy thì như thế nào, cuối cùng thất bại thì đã sao, chỉ cần cố gắng không phụ lòng mình là đủ. Hiện tại xem ra, hai vị trong âm hà và biển máu đều là chuẩn đế, làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ vì thành đế. Đại hắc cẩu phỏng đoán, cũng chỉ có chuẩn đế mới có thể oanh sát nhiều thánh nhân như vậy, nhìn đa gia Phật thì biết, trước kia bắt vô số thánh nhân làm thí nghiệm bọn họ có khả năng là kẻ thất bại trên đế lộ của vô số năm tháng trước kia lại thông qua biện pháp đặc thù nào đó kéo dài hơi tàn sống đến thời đại này tiểu thanh long cũng nói giống như đa gia phật sống thêm đời thứ hai muốn tiếp tục tranh đoạt đế vị ai có đối thủ như vậy áp lực như núi đinh thụ cảm thán lang hàn nhìn hắn nói có chơi có chịu nhanh nhận lão đại phi một ngày ta chưa thành hóa linh cảnh đánh cược này vẫn chưa xong đinh thụ vội vàng co chân bỏ chạy miễn lại bị lăng hàn lăng mạ. chương 4772, đốn ngộ. Hiện tại, học viện tổ vương rất bình tĩnh, tất cả mọi người đang vùi đầu khổ luyện. Lăng Hàn đi thăm nữ hoàng cùng hổ nữ, các nàng đều đạt tới sinh đan cảnh đỉnh phong, có thể trùng kích chân ngã cảnh. Nhưng mà tu vi tiểu hồng đều tăng lên kinh người, bởi vì nàng đã bước vào chân ngã cảnh trước tiên, sau khi nhìn thấy Lăng Hàn thì khí thế hùng hổ quyết đấu với hắn, từ nô lệ biến thành chủ nhân. Lăng Hàn trực tiếp bắt tiểu thanh long tới, cho hai người đối đầu nhau. Mặc dù tiểu hồng điểu bất phàm nhưng không có tu vi cao như tiểu thanh long, hơn nữa tiểu thanh long còn là thể tu, lực lượng càng cuồng bạo, dù hỏa diễm của tiểu hồng điểu có thể đốt tiên kim tứ tinh, nhưng lại không làm gì được thân thể của tiểu thanh long, cũng không thể đốt xuyên. Kết quả chính là tiểu hồng điểu bị đánh một trận, ngoan ngoãn tiếp tục đi theo lăng hàn lăn lộn. Nhìn tiểu hồng điểu lông vũ sốc sách, lăng hàn thở dài, hắn nói với tiểu thanh long. Không biết thương hoa tiếc ngọc, dạng người như ngươi sẽ không có bạn gái. Tại sao Long gia cần bạn gái? Tiểu Thanh Long hỏi ngược lại, chờ ngươi trưởng thành, ngươi hối hận không kịp. Tiểu Thanh Long vẫn giữ dáng vẻ thần lần, mà Long tộc sinh trưởng rất chậm, ít nhất phải vạn năm mới có thể xem như trưởng thành, cho nên, gia hỏa này có gia tăng tu vi rất nhanh nhưng tâm trí vẫn chỉ là tiểu hài tử. Nguyên rùa ngươi cả đời không lấy được lão bà, tiểu hồng điều đang dựng lại lông vũ, nàng hận tiểu thanh long thấu xương. Quả nhiên, đôi oan gia sau khi trở lại học viện tổ vương mặc dù vẫn có lượng lớn tài nguyên cung cấp tu luyện nhưng tốc độ gia tăng tu vi không thể so sánh với luyện hóa nguyên đạo thạch hoặc là đánh giết âm hồn thu hoạch được thiên địa ngợi khen ba tháng sau lăng hàn đã tu chân thứ tám tới đệ thập hình còn kém một cái chân ngã mới có thể tu xong toàn bộ chân ngã cảnh còn phải chờ ba tháng lăng hàn thở dài bị ba cường giả như đa gia phật kích thích mỗi người đều liều mạng tu luyện muốn mau chóng gia tăng tu vi ví dụ như thế hệ bạch ngân hiện tại đều đã bước vào hóa linh cảnh, mà người nổi bật cũng trở thành cường giả giáo chủ, đã trở thành đại năng có danh tiếng. Thế hệ hoàng kim càng ghê gớm, nghe nói có hai vị đã một chân bước vào tôn giả, ngày thành tôn giả chỉ trong thời gian 2-3 năm. Không có biện pháp, người đi đầu trên đế lộ chính là chuẩn đế, nếu còn không nắm chặt thời gian, mặc ngươi thiên tài kinh diễm thì thế nào? Đế, một thời đại chỉ có một người, Lang Hàn cũng dừng tu luyện, lao động kết hợp nhàn hạ mới có thể bảo trì tu vi tiếp tục tăng lên. Nếu không chỉ là dục tốc bất đạt. Hắn đi ra khỏi cửa, dự định đi dạo trong học viện phát tiết tâm tình. Học viện Tổ Vương rất lớn, nếu như không vận dụng thân pháp, cứ đi từng bước như thế, sau khi đi một vòng cũng mất nửa năm, muốn đi dạo nơi hẻo lánh thì càng lâu hơn. Lăng Hàn không vội, hắn chỉ thưởng thức sơn sơn thủy thủy, bước kế tiếp chính là xung kích hóa linh cảnh, tự nhiên cần cảm ngộ thiên địa đại đạo, mà thiên địa đại đạo ở đâu? Trong phiến thiên địa này, thời điểm hắn đi tới hồ nước, nhìn thấy sóng nước lấp loáng, ánh nắng chiếu vào mặt nước, đột nhiên trong lòng hắn có cảm giác, hắn ngồi xếp bằng xuống minh ngộ cảm giác này. Oanh, năng lượng thiên địa không ngừng rót vào đầu hắn, chân ngã thứ 9 đang tiến quân tới đệ thập hình. Đốn ngộ, nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ ghen tị, người khác cả đời chưa chắc đốn ngộ một lần, lăng hàn thì sao? Tản bộ có thể đốn ngộ, có cho người ta sống hay không? Một ngày, hai ngày, ba ngày, lăng hàn ngồi bất động như đá, chân ngã thứ 9 trong thức hải phát ra hào quang chín màu cũng tối tăm, đây không phải chuyện xấu mà là chuyện tốt mang ý nghĩa hắn đang bước vào đệ thập hình đốn ngộ mới là châu bò nhất giống như thiên địa tán thành ngươi có người thậm chí tăng lên ba tiểu cảnh giới cũng không quái lạ nhưng số lần lang hàn đốn ngộ quá nhiều cũng không có khoa trương như thế chỉ có thể ra tốc tu thành đệ thập hình như vậy hắn đã lời to rồi a à, đây không phải là lang hàn sao thời điểm ngày thứ tư có hai người đi ngang qua đều là nam tử trẻ tuổi một người trong tay còn nắm một con hung thú đó là con mãnh hổ đỏ rực đầy dã tính. Đây là hai tên đế tử, hơn nữa còn là thế hệ Bạch Ngân, một người là từ hữu khuyết đến từ Bạch Vũ đế tộc, một người khác là khổng vô dạng của khổng thước đế tộc, chính là chủ nhân của mãnh hổ. Gia hỏa này có tâm tình ngồi bên hồ chơi sao, từ hữu khuyết lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hiện tại là lúc nào rồi, ngay cả thế hệ Hoàng Kim cũng liều mạng khổ tu, ý đồ đuổi kịp đa gia Phật, lăng hàn thì sao? Người từ bỏ thành đế rồi, không, người cảm ứng lực lượng thiên địa xem, khổng vô dạng lại ngẩn ra sau đó hắn nói với từ hữu khuyết năng lượng thiên địa đang rót vào người hắn đạo tắc cũng vậy từ hữu khuyết cảm ứng một lúc sau đó kinh ngạc t tốc độ này quá kinh người chẳng lẽ hắn đột phá người cảm thấy ai dám đột phá trước mặt mọi người khổng vô dạng hỏi lại từ hữu khuyết lập tức hiểu ra hắn đốn ngộ hai người đều ghen ghét mãnh liệt đốn ngộ đấy mỗi một võ giả cả đời cũng khó gặp một lần cho dù bọn họ là thế hệ bạch ngân đã từng đốn ngộ qua nhưng gộp lại chỉ một hai lần mà thôi bởi vậy bọn họ tự nhiên cũng biết đốn ngộ sẽ mang tới chỗ tốt lớn cỡ nào bình cảnh gì cũng không tồn tại trước đốn ngộ không thể cho tiểu tử này thực hiện được không vô dạng nói tư hữu khuyết nhướng mày đây chính là học viện nếu ngang nhiên quấy dối hắn chúng ta khó chối sạch sẽ chủ yếu là phía sau lăng hàn hiện tại có thánh nhân cầm đế binh thậm chí còn có một vị chuẩn đế học viện cũng không dám chọc hắn ha ha ta vô ý để mèo của ta bỏ chạy không cẩn thận con mèo kinh động đến hắn, như vậy có thể trách ta hay sao?" Khổng Vô Dạng cười nói, "Dù sao, ai bảo hắn không ở trong phòng của mình." Diệu, Từ Hữu Khuyết lập tức vỗ tay, Khổng Vô Dạng thả dây xích trên người huyết hổ, thả nó tự do. Đây chính là hung thú, vừa được tự do đã lập tức gầm thét với Từ Hữu Khuyết cùng Khổng Vô Dạng, dường như muốn phát động công kích, nhưng Khổng Vô Dạng chỉ chừng mắt đã làm hung thú sợ hãi. Nó chỉ là chân ngã cảnh, làm sao có thể thể là đối thủ của hóa linh cảnh? Hùng thú chỉ không mở linh trí, cũng không đại biểu ngu xuẩn giống như heo, nó vẫn cảm nhận được ý chí của cường giả. Nhưng mà con hung thú này chỉ chạy vào bước đã nhìn thấy lăng hàn, hung uy của nó lại mạnh hơn. Nó ẩn nấp tới gần, thời điểm nó tới gần liền phát động công kích, xèo, nó há miệng to như chậu máu cắn cổ lăng hàn. chương 4773, khi người quá đáng. Thấy cảnh này, khổng vô dạng và từ hữu khuyết đều cười lạnh. Nếu như huyết hổ đắc thủ, lăng hàn không chết cũng tàn phế, nếu như không có đắc thủ, lăng hàn khẳng định sẽ bị cắt ngang đốn mộ. cho dù kết quả như thế nào, bọn họ cũng vui vẻ nhìn thấy. hơn nữa, việc này không quan hệ tới bọn họ, là con mèo của hắn thoát được xiềng xích nên gây họa, trách được hắn sao? lại nói, người muốn tu luyện thì đi vào trong phòng, chạy ra ngoài tu luyện thì trách ai? lại nói, người cũng là chân ngã cảnh, bị hung thú chân ngã cảnh đả thương, nguyên nhân là do thực lực của người không đủ. cho dù nhìn thế nào, tất cả vấn đề đều nằm trên người lăng hàn bọn họ nha, ha ha, chỉ phạm chút sai lầm nhỏ thôi. Xoẹt, huyết hổ cắn vài vật cứng, keng, khổng vô dạng và từ hữu khuyết đều vui mừng, không nghĩ tới Lăng Hàn lại chết trong miệng hung thú. Quá đơn giản, quả thực không cần tốn nhiều sức. A, à, nhưng tiếp theo làm bọn họ chấn kinh, bởi vì Lăng Hàn vẫn ngồi yên tại chỗ, cũng không có bị cắn đứt cổ như bọn họ vẫn nghĩ. Khốn kiếp, cổ của ngươi làm bằng gì? Tiên kim sao? Cho dù là tiên kim, dưới răng sắc bén của hung thú cũng bị phá hư nếu không hung thú không hiểu tiên thuật nhưng tại sao lại có thể uy hiếp võ giả con huyết hổ cũng sướng sờ trí tuệ có hạn làm nó khó hiểu nó không tin tà xoẹt nó lại cắn một cái vẫn vô dụng ngược lại hàm răng của nó rất đau đớn tình huống như thế nào đúng lúc này nó cảm thấy con mồi vươn người đứng dậy một lưu uồng khí tức đáng sợ bộc phát làm nó sợ hãi đó là bản năng e ngại với đại thú vương giả ô huyết hổ vội vàng lui lại nó kẻ ép đuôi sợ hãi thực mất hứng, không có cắn chết hắn, Từ Hữu Khuyết oán hận nói, dù sao cũng là người đứng đầu chân ngã cảnh, nếu dễ dàng bị cắn chết như thế, như vậy cũng không xứng với danh xưng người đứng đầu. Khổng Vô Dạng thản nhiên nói, nhưng hắn đốn ngộ cũng bị đánh gãy, chúng ta đạt thành mục tiêu. Cũng phải, Từ Hữu Khuyết gật đầu, khóe miệng tươi cười, nhưng bọn họ không suy nghĩ như thế, vì cái gì trước đó Lăng Hàn không đứng lên? Đó là bởi vì hắn đã hoàn thành cảm ngộ trong thức hải. Chân ngã thứ 9 giống như phàm thai, ánh sáng không hiện và rất bình thường. "Đi, chúng ta kích thích hắn một chút." Khổng vô dạng cười nói. "Được." Từ Hữu Khuyết hưng phấn nói ra. Hai người đứng sóng vai nhìn nhìn nhau. "Ôi, thật sự có lỗi." Khổng vô dạng mở miệng nói. "Con mèo của ta thoát khỏi xiềng xích, không ngờ nó lại dã tính khó thuần nên quấy nhiễu đến Lăng sư đệ." "Đúng rồi, tại sao Lăng sư đệ lại tu luyện ở đây?" "Không bị ảnh hưởng gì?" Từ Hữu Khuyết giả vờ hỏi thăm. Lăng Hàn nhìn hai người này, thản nhiên nói, nếu có ảnh hưởng, các ngươi dự định bồi thường thế nào? Bồi thường, khổng vô dạng cười ha ha, nói, ta chỉ sơ sẩy mà thôi, người có bị gì hay sao? Ha ha, người không hảo hảo tu luyện trong phòng, chạy ra ngoài này làm gì? Còn muốn bồi thường, đúng là trò cười. Không bồi thường, Lăng Hàn tươi cười, khổng vô dạng sử dụng thần niệm ra lệnh, bảo huyết hổ tiếp tục đi công kích Lăng Hàn, dưới huấn luyện của hắn, mặc dù con hung thú này giã tính khó thuần nhưng nó vẫn nguyện ý tiếp nhận mệnh lệnh tấn công dù là biết rõ lăng hàn cường đại nhưng huyết hổ còn lợi hại hơn chủ nhân của mình bởi vì hắn là hóa linh cảnh mới có thể làm cho nó ngoan ngoãn cho nên vừa nhận được mệnh lệnh huyết hổ không chút do dự lao lên tấn công lăng hàn bành lăng hàn cũng không quay đầu lại hắn xuất quyền đánh nát đầu của huyết hổ ngươi lại dám đánh chết thú sủng của ta khổng vô dạng lạnh lùng nói ta phải bỏ ra cái giá lớn mới mua được nó người bồi thường ta thế nào đây? Ha ha, ta muốn để ngươi bị thiệt lớn, còn trái lại ăn nói khép nép mà xin lỗi. Lăng Hàn bật cười, ngươi dùng túng hung thú đã thương người, còn muốn ta bồi thường ngươi. Thứ nhất, ngươi đừng ăn nói lung tung, thứ hai, ta khinh ngươi thì thế nào? Khổng vô dạng cao ngạo nói, chẳng lẽ, ngươi có thể động võ với ta sao? Nhưng hắn là hóa linh cảnh, hóa linh cảnh, lại thêm tư chất thế hệ bạch ngân, chiến lực của hắn có thể quét ngang hóa linh nhị biến thậm chí tam biến bình thường, Muốn giải quyết một chân ngã cảnh còn không đơn giản. Hắn đang cố ý chọc giận Lăng Hàn, muốn Lăng Hàn chủ động xuất thủ, khi đó hắn đã thương nặng Lăng Hàn cũng không có người nào nói cái gì. Phó đạo Tôn Ti có thứ tự, cảnh giới thấp xuất thủ với cảnh giới cao, nếu không bị cảnh giới cao đánh chết đã là nhân từ lắm rồi. Lăng Hàn, không nên vọng động, người chỉ là chân ngã cảnh. Từ Hữu Khuyết cố ý khuyên can nhưng câu sau lại đổ thêm dầu vào lửa. Huống hồ, đúng đánh chết thú sủng của Khổng huynh về tình về lý ngươi cũng nên bồi tội với khổng huynh một tiếng. Lang Hàn cười cười, hai người các ngươi bắt nạt ta là chân ngã cảnh, có thể tùy ý nhục nhã đúng không? Cho dù như thế thì sao, ngươi có thể cắn ta sao? Khổng vô dạng cao ngạo nói ra, miệng của hắn rất tiện. Tốt, thành toàn ngươi, Lang Hàn tung người tấn công khổng vô dạng. Khổng vô dạng không sợ mà còn lấy làm mừng, ha ha, là ngươi chủ động xuất thủ, hắn đã dùng hình ảnh ghi chép lại, đến lúc đó chỉ cần xóa nội dung bên trên, trực tiếp phát hình ảnh Lăng Hàn chủ động xuất thủ, khi đó bằng chứng như núi, ai có thể biện hộ thay Lăng Hàn. Người nhất định phải ăn thua thiệt, lớn mật, hắn hét lớn một tiếng và xuất trưởng tấn công Lăng Hàn. Đương nhiên, hắn vẫn không dám đánh chết Lăng Hàn, một trưởng này chỉ dùng một phần trăm lực lượng, nhưng đối với hóa linh cảnh mà nói, một phần trăm lực lượng đã đủ trọng thương chân ngã đệ bát hình. Lăng Hàn không sợ, hắn vung quyền ngăn cản, bành, hai người va chạm một kích, khổng vô dạng cùng từ hữu khuyết khiếp sợ. Lăng Hàn đỡ được, chẳng những đỡ được, thậm chí còn đại chiến với khổng vô dạng. Đây là tình huống gì? Khổng, từ khiếp sợ ra đầu tê dại, ngươi chỉ là chân ngã cảnh, chờ chút, chẳng lẽ ra hỏa này đột phá. Hai người cẩn thận quan sát, cảm ứng khí thức của Lăng Hàn. Chân ngã cảnh, tuyệt đối là chân ngã cảnh, việc này càng kinh khủng, chân ngã cảnh có thể so đấu lực lượng với hóa linh cảnh, hơn nữa còn thắng. Đây là quái vật gì thế? Lăng Hàn không cho hai người thời gian suy nghĩ, hắn lập tức tấn công oanh khổng vô dạng vội vàng đánh trả lần này hắn dùng toàn lực ứng phó nhưng vẫn lui về phía sau hiện tại ngực của hắn đang đau đớn trong va chạm một kích vừa rồi hai người đều lui lại một bước chính là cục diện ngang sức ngang tài mẹ nó khổng vô dạng và từ hữu khuyết muốn mắng chửi ông trời đây là sự thật sao chỉ là chân ngã cảnh nhưng có thể ngạnh kháng với hóa linh cảnh hơn nữa còn là đế tử thậm chí là thế hệ bạch ngân Chương 4774, đánh mặt đối phương. Đây cũng là chuyện không thể nào, nhưng mà sự thật lại bày ra trước mặt thì làm sao phủ nhận. Quái vật, tuyệt đối là quái vật, khổng vô dạng vô cùng bị động, hắn đang khiếp sợ không gì sánh kịp, bị Lăng Hàn oanh kích nhưng hắn chỉ có thể chống đỡ. Nhưng mà lực lượng của hắn không thể yếu hơn Lăng Hàn, hắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái và phản kích. Oanh, 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 hai người không ngừng va chạm với nhau, năng lượng ba động truyền về phương xa. Khổng vô dạng cuống lên, nếu cảnh tượng hắn va chạm khí lực với lăng hàn bị người ta nhìn thấy, khi đó mặt mũi của hắn đặt ở nơi nào. Hắn có thể trở thành hóa linh cảnh đầu tiên trong lịch sử bất phân thắng bại với chân ngã cảnh. Dùng phương thức như vậy ghi danh trong lịch sử, như vậy hắn sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Hắn hét lớn một tiếng, linh thân bước ra khỏi cơ thể, bản ngã và linh thân đồng thời phát động đế thuật tấn công lăng hàn. Đế thuật rất châu bò, cho dù cảnh giới cao nhưng đế thuật cùng thánh thuật lại hơn xa tiên thuật phổ thông, cũng tăng cho hai chiến lược thập nhị trọng thiên. Hơn nữa, đây chính là bản ngã, linh thân đồng thời tăng lên, khủng bố cỡ nào. Lăng Hàn sẽ không khách khí, hắn cũng phát động đế thuật, thiên đao lăng lệ và chiến lược tăng lên kinh người. Nhưng hắn không là hóa linh cảnh, không có khả năng diễn hóa ra linh thân, cái cho nên hắn đã ăn thiệt thòi. Lấy một địch hai, hơn nữa còn là hai đối thủ thực lực không kém hơn mình, Lăng Hàn có vẻ hơi phí sức. Nhưng mà hắn đã sơ bộ đi ra con đường của mình, tiện tay tấn công cũng là diệu chiêu, cho nên hắn có thể chống đỡ cục diện, Khó phân thắng bại, việc này càng làm từ hữu khuyết ngây người, trên đời này có chân ngã cảnh cường đại như thế sao? Hắn hoa mắt sao? Hắn đang nằm mơ sao? Trời à, cảm ứng được động tĩnh lớn nơi này, rất nhanh người chạy tới điều tra tình huống, phát hiện có chiến đấu phát sinh nên mọi người đều xem náo nhiệt. Nhưng thấy rõ khổng vô dạng đối thủ là lăng hàn lúc, mỗi người đều là cảm giác đầu muốn nổ tung. Cái kia, cái kia thật sự là Lăng Hàn sao? Ta không có nhìn lầm a. T, Lăng Hàn lại có thể chiến đấu với Hóa Linh cảnh? Khổng vô dạng là Hóa Linh cảnh, tin tức này đã sớm truyền khắp học viện, hơn nữa, dù cho không có nhận được tin tức, chỉ cần xem hắn vận dụng linh thân cũng đủ để xác định. Lăng Hàn cũng bước vào Hóa Linh cảnh hay sao? Đúng vậy, hắn đã sớm là đệ thất hình, hơn nữa tu ra chính là phàm thai, không có khả năng lại xung kích đệ bát hình, cho nên, nếu hắn đột phá Hóa Linh cảnh cũng rất bình thường. Tất cả mọi người nhớ lại, Lăng Hàn hiện tại ít nổi danh, đột phá lên hóa linh cảnh cũng có gì đặc biệt, dù sao, trong khoảng thời gian này người học viện đột phá hóa linh cảnh càng nhiều. "Không đúng." lập tức có người run rẩy nói, "Các ngươi lại cảm ứng đi, Lăng Hàn phát ra khí tức là hóa linh cảnh sao?" Mọi người đều cảm ứng, sau đó sắc mặt mỗi người đều thay đổi. Chân ngã cảnh, hắn vẫn là chân ngã cảnh, tại sao có thể như thế? Tất cả mọi người hít khí lạnh, mỗi người đều bị cảnh này làm rung động hoàn toàn không nên nói thế nào cho phải thế hệ hoàng kim thì thế nào bọn họ ở chân ngã cảnh có đạt tới độ cao như thế không có thể địch nổi hóa linh cảnh gia hỏa này có thể đuổi theo thế hệ hoàng kim hay hắn đã đạt tới cấp bậc của người nổi bật trong thế hệ hoàng kim thậm chí vượt qua hiện tại tất cả mọi người chỉ còn lại cảm giác khiếp sợ mà thôi khổng vô dạng công kích càng ngày càng nhanh có quá nhiều người đang xem hắn không thể dây dưa như thế chậm chạp không thể giải quyết lang hàn sau này hắn còn mặt mũi nào nhìn mặt mọi người. Nhưng hắn đã thi triển đế thuật, chiến lực cũng không gia tăng thêm. Thiêu đốt đế huyết sao? Nói giỡn, đế huyết chính là át chủ bài trong át chủ bài, làm sao có thể tùy ý vận dụng. Hơn nữa, nếu dùng đế huyết giành được thắng lợi, hắn làm sao phục chúng? Nhưng không cần đế huyết, Khổng vô dạng không có biện pháp gì áp chế Lăng Hàn. Chẳng lẽ kết thúc với thế hòa? Lăng Hàn hừ một tiếng, công kích của hắn càng cường thế chiêu chiêu như muốn đồng quy vô tận với khổng vô dạng khổng vô dạng không nghĩ sẽ liều chết với lăng hàn hắn chỉ có thể nhượng bộ và lâm vào hạ phong mọi người càng khiếp sợ mọi người đều lắc đầu thở dài lăng hàn thật sự quá mạnh chân ngã cảnh đã nghịch thiên như thế khổng vô dạng càng đánh càng không thoải mái hắn không tiếp thu được kết quả như vậy đường đường hóa linh cảnh thế hệ bạch ngân hắn tuyệt đối không thể thua tốt ngươi cho rằng ta không dám liều mạng với ngươi sao Khổng vô dạng không né tránh, hắn bày ra tư thế trọi cứng với Lăng Hàn. Làm ta sợ, hư, chẳng lẽ ngươi không sợ lưỡng bại câu thương, oanh, nhưng hắn đã đoán sai, đối mặt hắn công kích đồng quy vô tận, Lăng Hàn hoàn toàn không tránh không né, hắn trực tiếp xông lên. Khốn kiếp, vào lúc này, khổng vô dạng đã ngây người, trong nội tâm như có mấy trăm con ngựa đang trả đạp hắn. Ngươi thật sự không sợ ta liều đồng quy vô tận, biết sớm như vậy, ta thà rằng mất mặt cũng không đánh tiếp. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, hai người công kích vào thân thể đối phương. Khổng vô dạng bị đánh bay ra ngoài, xương cốt toàn thân của hắn như tan ra thành từng mảnh, hắn há miệng phun máu tươi. Hắn đã trọng thương, linh thân sắp tiêu tán, còn tốt, không chết, hơn nữa cũng không bị thương chí mạng hay mất đi tay chân, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng là có thể khỏi hẳn. Nội tâm của hắn thả lỏng, nhưng sau khi nhìn thấy Lăng Hàn thì hắn giật mình khiếp sợ. Điềm nhiên là không có việc gì, tất cả đều bình yên vô sự người vừa bay ra ngoài chính là lăng vô dạng, hắn bi kịch phát hiện, lăng hàn vẫn lành lặn, hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương. Khó trách gia hỏa này bày ra tư thế liều mạng, không phải đối phương đang hù dọa hắn, mà là gia hỏa này có phòng ngự quá biến thái. Thật oan, liều mạng với gia hỏa có phòng ngự biến thái như thế, không phải hắn đang tìm đường chết sao. Phốc, hắn không ngừng phun máu tươi, hắn cảm thấy buồn bực. Lăng hàn cười nhạt, hắn tu luyện thể thuật, thể phách mạnh của hắn cỡ nào. Hơn nữa, Hắn có thể tự mình hóa giải đả kích không vượt qua bản thân sáu trọng thiên, chỉ cần hơi lưu một chút lực lượng thì thành hộ thuẫn là đủ rồi. Người muốn liều mạng với hắn, không phải đang làm trò cười cho người khác hay sao? Hóa, Lăng Hàn lại thắng, chân ngã cảnh có thể trọi cứng với hóa linh cảnh, hơn nữa còn là đế tử thế hệ bạch ngân, việc này làm rất nhiều người khiếp sợ. Nhưng Lăng Hàn thế vẫn đánh thắng, đây mới là việc làm mọi người kinh hãi. Lăng Hàn nói với tử hữu khuyết, người cũng muốn đòi công đạo sao? Thực lực của từ hữu khuyết không kém gì khổng vô dạng, sau khi hắn nhìn thấy thực lực và yêu nghiệt của Lăng Hàn, hắn còn có lòng tin hay sao? Hắn không nói câu nào đã xoay người rời đi, Lăng Hàn cũng không có truy kích, dù sao nơi này là học viện, hơn nữa còn là đế tộc xây dựng, hắn cũng nên khiêm tốn một chút. Hắn cười một tiếng và quay người rời đi, lần đốn ngộ này trợ giúp hắn đạt tới chân ngã cảnh viên mãn, hắn có thể xung kích hóa linh cảnh. mươi 4775, đột phá hóa linh trong tổ vương học viện sinh ra sóng to gió lớn, người không có thấy tận mắt nhìn thấy đều không tin tưởng, chân ngã cảnh có thể đánh với hóa linh cảnh, hơn nữa còn đánh thắng, đây là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nhưng chuyện này được các đế tử khác đứng ra khẳng định, tăng thêm có hình ảnh làm chứng, tất cả mọi người không thể không tin trên thế giới này thật sự có yêu nghiệt nghịch thiên. Lần này, thế hệ hoàng kim đều nghẹn ngào, năm đó bọn họ mạnh như thế sao? Không có mạnh như vậy, như vậy điều này nói rõ cái gì? Hiện tại sóng ngầm cuồn cuộn, Lăng Hàn uy hiếp quả lớn, hắn thể hiện ra thiên phú còn yêu nghiệt hơn cả thế hệ Hoàng Kim, nếu hắn phát triển tiếp, sau này có ai tranh đoạt đế vị vượt qua hắn. Dù Lăng Hàn cuối cùng không thể thành đế, nhưng trong cùng giai không có người nào là đối thủ của hắn, thiên địa sẽ cho ai thành đế. Diệt trừ hắn, đổi lại trước kia còn có thể nghĩ vậy, cửu sơn thánh nhân tăng thêm đế binh rất khủng bố, nhưng đối mặt đại đế tương lai uy hiếp, có rất nhiều đế tộc hạ quyết tâm chém giết Lăng Hàn trước khi hắn trưởng thành. Nhưng bây giờ... Đa gia Phật chính là chuẩn đế, nếu thật chọc giận hắn, đế tộc cũng bị hủy diệt. Đây chính là nguyên nhân Lăng Hàn dám thi triển toàn bộ lực lượng, hắn biết rõ mình không có quan hệ quá sâu với Đa gia Phật, nhưng người khác không biết, loại chuyện này không thể tìm Đa gia Phật để kiểm chứng. Lăng Hàn cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn đóng cửa lớn và bắt đầu chuyên tâm xung kích hóa linh cảnh. Trong thức hải, chín cái chân ngã giống như phàm thai, nhưng thỉnh thoảng lại có khí tức đáng sợ lưu chuyển giống như có thể trấn áp chư thiên. Lăng Hàn đắm chìm trong lĩnh ngộ, Đến lúc này, thời gian 2 tháng trôi qua, hắn đã có đủ lĩnh ngộ và bắt đầu xung kích hóa linh cảnh. Hóa linh chính là biến từng cái chân ngã trong thức hải thành linh thân, người có mấy cái chân ngã thì có thể đạt tới mấy biến. Cho nên, hai cái này cảnh giới là cùng một nhịp thở. Lăng Hàn bắt đầu thôi động chân ngã thứ nhất chuyển hóa thành linh thân, đương nhiên hắn vẫn lựa chọn hủy diệt chân ngã, hắn sử dụng năng lượng hủy diệt làm hạch tâm, đây là năng lượng cường đại nhất. Đừng nhìn chỉ chuyển biến hình thái nhưng vượt qua một bước này lại có thực lực đáng sợ. Bởi vì hình thái chuyển biến chỉ là mặt ngoài, chân chính phát sinh biến chất chính là linh hồn, chính là trưởng khống thiên địa đại đạo. Không thể bước ra một bước then chốt trong lĩnh ngộ đại đạo, người không có khả năng thành công. Lăng Hàn dùng hai tháng lắng động, hắn có cảm mộ với thiên địa đại đạo và ma luyện cảnh giới lần cuối cùng, hắn có nắm chắc khi bước ra một bước này. Lại nói, với hắn mà nói, bước vào đệ cửu hình và đệ thập hình có độ khó còn cao hơn đột phá hóa linh cảnh, cho nên, hai cửa ải siêu khó đã bị hắn vượt qua, đột phá hóa linh cảnh thì có gì khó. Hủy diệt chân ngã dần dần thay đổi, Lăng Hàn đã thí nghiệm qua, sau khi vận dụng sẽ có uy lực không gì sánh được, nhưng hóa thành linh thân thì khác, linh thân có thể phát huy lực lượng không kém gì bản thể. Đến, hắn thúc giục vị diện trong cơ thể thôi động hủy diệt chân ngã chuyển hóa, hắn chỉ có thể làm như vậy, bởi vì cảnh giới của hắn bây giờ còn chưa có tư cách tiếp xúc với năng lượng cao cấp như năng lượng hủy diệt nhưng vị diện lực lại là đại bổ dược cung cấp năng lượng cho hủy diệt chân ngã ngược lại lăng hàn lĩnh ngộ đã đủ rồi chân ngã lại bắt đầu biến hóa về chất từng phù văn huyền diệu bao phủ hủy diệt chân ngã thiên địa đạo tắc gia trì từ hư biến thành thực đối ứng thân thể lăng hàn không ngừng phát ra âm thanh đó là âm thanh khi hạn mức cao nhất của thân thể được mở ra năng lượng thiên địa không ngừng cung cấp lực lượng cho hắn ngô lăng hàn phát ra tiếng rên rỉ lực lượng tăng lên quá nhanh thân thể của hắn không chịu được ba 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 làn da bắt đầu vỡ ra máu tươi chảy ra ngoài hắn đã biến thành huyết nhân không chỉ như thế xương cốt trong cơ thể hắn đang phát ra tiếng vang xương cốt nghiền nát và hóa thành bột mịn lăng hàn giật mình cứ tiếp tục như vậy hắn còn chưa đột phá thì đã chết dừng lại như vậy sao được lăng hàn lập tức từ bỏ hắn không do dự và tiếp tục quá trình hắn là đệ thập hình đột phá khẳng định sẽ có việc không giống bình thường trong đôi mắt lăng hàn bắn ra thần thái điên cuồng hắn đi con đường trí cường hắn không thể không điên cuồng như thế trên con đường này không cho phép lùi bước lại đến ba 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 làn da vỡ ra xương cốt tan vỡ thân thể lăng hàn sụp xuống thậm chí xương sọ của hắn đã xuất hiện vết dạn và hình thành khen nứt nhưng tính mạng của hắn vẫn tràn đầy và sức sống như lửa lăng hàn cắn răng tiếp tục ba xương cốt toàn thân vỡ nát thân thể hắn hóa thành bùn máu chỉ có thức hải không phá và đang tiến hóa trong thời khắc mấu chốt lăng hàn thủ vệ ba phần đất cuối cùng hủy diệt chân ngã đã là dần dần biến thành thực thể ba ngày trôi qua hủy diệt chân ngã đã hoàn toàn biến thành linh thân hóa linh cảnh lúc này trong thiên địa sinh ra tiếng chống trận vô số hoa tươi bay xuống mùi hương bao phủ vạn dặm thân thể lang hàn đúc lại linh thai đột xác và trưởng thành thật nhanh lang hàn có thể cảm giác được thân thể mới đã thay đổi thậm chí còn tràn đầy sức sống hơn trước sau khi hắn đã có thân thể mới thiên địa dị tượng cũng biến mất thay vào đó là tiếng sấm dồn dập Bang, Lăng Hàn cảm thấy thức hải chấn động, xuất hiện một cái người tí hon màu vàng, tay cầm lưu ly kiếm chém vào hủy diệt linh thân của hắn. Tâm ma, hủy diệt linh thân nghênh đón, linh thân xuất một quyền đã tiêu diệt người tí hon. Ách không còn, Lăng Hàn sửng sốt một chút, người chính là tâm ma, tại sao không tiếp được một quyền. Nhưng đúng là như thế, mây đen trên bầu trời tản đi, đã không còn tâm ma xuất hiện. Được rồi, Lăng Hàn thúc giục hủy diệt linh thân bước ra khỏi cơ thể, nó là hình người nhưng ngũ quan, thân thể có phần mơ hồ hoàn toàn nhìn không rõ ràng không có biện pháp hắn mới bước mới vào hóa linh cảnh linh thân thứ nhất còn chưa tu tới cực hạn nếu không linh thân này sẽ giống hắn như đúc đương nhiên không có người nào quy định linh thân thì nhất định phải giống bản thể cũng có thể tạo thành hình thái binh khí nói tóm lại linh thân có thể trợ giúp chiến đấu và tu luyện có thể đạt tới hai hiệu quả này là được thực lực của ta hiện tại mạnh bao nhiêu lang hàn hiếu kỳ hắn phát động tinh bộ trong nháy mắt hắn xuất hiện trong cánh rừng nguyên thủy bên ngoài học viện tổ vương. Tìm hung thú luyện tay một chút, hắn dạo chơi chung quanh, không bao lâu sau, hắn nhìn thấy một con cự lang cao trăm trượng đi tới. Chân ngã cảnh, lang hàn lắc đầu, chân ngã cảnh hiện tại không đủ hắn thi triển thực lực. Hắn chỉ liếc một cái đã làm cự lang sợ hãi hồn phi phách tán, nó run rẩy không dám động đậy, hiển nhiên đang chờ chết. Chương 4776, chiến lược kinh người. Lang Hàn cũng không có ra tay, hắn chỉ đến kiểm tra thực lực của mình, không đáng tạo sát nghiệp vô cớ. Hắn tiếp tục hành tẩu, tìm kiếm hung thú hóa linh. Nhưng hung thú cấp bậc này thật sự là quá ít, may mắn Lăng Hàn là trận đạo tông sư, hắn sử dụng địa mạch thăm dò, hắn nhanh chóng tìm được một con hung thú phù hợp điều kiện, thân hình biến mất và xuất hiện trong một sơn cốc. Hắn thê dai một tiếng, có một kim viên lông vàng nhảy ra, kim viên cao 10 trượng và tỏa ra khí tức mạnh hơn con hung thú lúc trước gấp trăm lần. Kim viên có tướng mạo hung tàn, hai, hai răng nanh nhô ra khỏi miệng, trong ánh mắt còn tỏa ra sát khí, nó không có lập tức công kích, nó chỉ nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Hung thú khát máu, bạo lực, nhưng lại có bản năng kiêng kỵ tồn tại cường đại. Trong mắt của Kim Viên, Lăng Hàn chính là cường giả như vậy. Đến, Lăng Hàn cười cười, hắn chủ động lao tới. Đối mặt khiêu khích, đương nhiên hung thú sẽ không sợ hãi, Kim Viên gào thét, hai tay nện vào ngực của mình và lao tới chiến đấu với Lăng Hàn. Oanh, 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 một người một vượn đại chiến, Lăng Hàn đại chiến thỏa thích, hắn không ngừng bộc phát lực lượng của mình. Con hung thú này rất cường đại, về mặt sức mạnh còn muốn nghiền ép Lăng Hàn, hơn nữa, kim viên có móng vuốt vô cùng sắc bén không thua gì tiên khí cùng dai, cho nên nó tạo thành uy hiếp nhất định với Lăng Hàn, quần áo của hắn cũng bị phá vỡ. Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, làn da Lăng Hàn cứng cỏi đến mức đáng sợ, cự trảo sắc bén như thế chỉ làm cho hắn bị chảy ra, cũng không tạo thành tổn thương thực chất. Sau khi sinh ra thân thể mới, thân thể của ta có biến hóa về chất chẳng những sức sống tăng nhiều hơn nữa lực phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều lang hàn âm thầm gật đầu lại phối hợp với năng lực hóa giải sáu trọng thiên công kích hắn càng mạnh hơn trước không ít lực lượng của ta hiện tại đạt tới hóa linh thập ngũ trọng thiên lang hàn cũng phải ngạc nhiên hóa linh cảnh bình thường tăng lên một tiểu cảnh giới chỉ tăng thêm ba trọng thiên cho dù là hóa linh ngũ biến cũng chỉ có thực lực thập ngũ trọng thiên mà thôi việc này cũng liên quan chất lượng của chân ngã cũng không phải liên quan tới số lượng chân ngã. Cho nên, đây là nguyên nhân mọi người nhìn thấy Lăng Hàn hình thành chân ngã phàm thai, tất cả đều cho rằng hắn xong đời. Đúng vậy, phàm thai hình thành linh thân có bao nhiêu lực lượng? Tăng lên nhị trọng thiên, nhất trọng thiên, thử linh thân lần nữa, Lăng Hàn cho linh thân đi ra ngoài, linh thân vùng quyền tấn công Kim Viên. Hung thú không cần tu luyện, chỉ cần ăn ăn ăn, tự nhiên trưởng thành sẽ đạt tới độ cao vốn có, cũng bởi vậy, mặc dù hung thú cũng có phân chia hóa linh cảnh, Chân ngã cảnh nhưng hai hệ thống lại hoàn toàn khác biệt. Hung thú không có linh thân, bản ngã và linh thân liên thủ, Kim Viên gặp áp lực như núi. Như thế cũng khó kiểm tra, Lăng Hàn cũng lui ra khỏi chiến đấu, hắn cho linh thân đơn đấu với Kim Viên. Bành, linh thân xuất quyền đại chiến với Kim Viên, linh thân lập tức lui về phía sau, mặc dù Kim Viên chiếm trên ưu thế lực lượng, nó lại đau đớn kêu gào ngao ngao. Thì ra móng vuốt của nó đã tan vỡ. Phải biết thân thế linh chính là hủy diệt chân ngã diễn hóa biến thành, bên trong có năng lượng hủy diệt, linh thân nắm giữ lực phá hoại kinh khủng cỡ nào. Càng không cần nói liều mạng trọi cứng với năng lượng hủy diệt. Linh thân tiến mạnh, bản thân linh thân cũng cường thế không gì sánh bằng. Cho dù bản ngã hay linh thân đều do ý niệm của Lăng Hàn điều khiển, giống như hắn có thêm đôi tay, đôi chân, cho nên hắn sử dụng cực kỳ thông thuận. Chiến chiến chiến, Kim Viên càng đánh càng thiệt thòi, nó chiếm ưu thế về mặt lực lượng, nhưng khi trọi cứng với năng lượng hủy diệt lại tự mình chuốc lấy cực khổ. Hơn nữa, hung thú cũng không biết tiên thuật, chúng đều sử dụng cận chiến làm chủ, chỉ có như thế mới có thể phát huy ra ưu thế lực lượng của bọn chúng. Vấn đề là nó lại không mạnh hơn lăng hàn quá nhiều. Trọi cứng với năng lượng hủy diệt, ha ha, tái chiến mấy hiệp, kim viên kêu thảm và xoay người bỏ chạy. Bản năng sinh tồn chiếm thượng phong, dù sao nó cũng không muốn chết. Lăng Hàn cười ha ha, hắn cũng không có truy kích vô duyên vô cớ hắn cũng không muốn mở sát giới hắn phát động tinh bộ và quay về học viện tổ vương hắn đã đột phá đại cảnh giới lang hàn nhất định cần phải đi báo cáo với học viện việc này quan hệ đến việc hắn sẽ khiêu chiến cấp độ tiếp theo bằng không bảo hóa linh cảnh đi đánh với chân ngã cảnh hắn đang hành hạ người khác hay sao lúc báo cáo xong khi hắn chuẩn bị về cũng báo tin cho đám người nữ hoàng để mọi người đều vui mừng cũng biểu thị sẽ đến chúc mừng Tin tức Lăng Hàn đột phá hóa linh cảnh cũng truyền khắp học viện, cũng làm cho rất nhiều thế hệ Bạch Ngân sớm đột phá hóa linh cảnh cười lạnh. Ngươi đã đến, mặc cho ngươi yêu nghiệt vạn lần, nhưng ngươi chỉ vừa đột phá hóa linh cảnh, chiến lược của ngươi có thể mạnh bao nhiêu chứ? Đợi cơ hội diệt ra hỏa này, đương nhiên, nhất định phải quang minh chính đại, từ đó tránh cửu sơn thánh nhân, đa gia Phật tức giận. Tiểu Hàn Tử, đến, cầu ra kính ngươi một chén. Đại Hắc cầu dùng hai chảo nâng chén rượu, Long gia cũng kính ngươi, Tiểu Thanh Long cũng tới tham gia náo nhiệt. Được, Lang Hàn nâng chén đáp lễ. Các nữ nhân không tham gia náo nhiệt, các nàng nói chủ đề của nữ nhân, nhất là chỉ mộng hàm mới gia nhập bị nữ hoàng cùng hổ nữ hỏi lung tung, đặc biệt là một chút vấn đề mẫn cảm làm nàng xấu hổ đỏ mặt tía tai. Nhưng mà người quét ngang vô địch trong chân ngã cảnh, hiện tại bước vào hóa linh cảnh, có rất nhiều người mạnh hơn ngươi, người cần phải cẩn thận. Đại hắc cầu thật hiếm khi nghiêm túc một lần, Lang Hàn gật gật đầu, ta biết rõ, xem ra ngươi phải khiêm tốn một đoạn thời gian t yêu thanh long cười nói cũng đúng lúc ngươi vừa đi vị trí thứ nhất của chân ngã cảnh sẽ rơi vào người long ra còn có đinh thụ đấy ngươi còn không biết chờ một chút hay sao lang hàn cười nói phi gia hỏa này đã sớm đạt tới đệ cửu hình đỉnh phong vì cái gì còn không đột phá tiểu thanh long vô cùng khó chịu được sự giúp đỡ của nguyên đạo thạch nó đã tu thành đệ bát hình chỉ cần đinh thụ vừa đi trong chân ngã cảnh tuyệt đối không có ai là đối thủ của nó đương nhiên lăng hàn biết rõ đinh thụ đang chống cự mà thôi vì không nghĩ nhận hắn làm lão đại hắn cứ đặt tâm tư vào việc đột phá đệ thập hình nhưng hắn sẽ không kiên trì bao lâu ngươi cho rằng đinh thụ sẽ để tâm vào việc vụn vặt mà không đột phá chân ngã cảnh hay sao lăng hàn cười cười không đến mức đinh thụ từng là bá chủ nguyên thế giới hắn không có ngu như vậy hơn nữa xưa nay tổ vương tối đa chỉ tu đến đệ cửu hình đã đủ thành đạo. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thi đấu tháng tiếp theo lại tới. Nữ hoàng cùng hổ nữ đã có tư cách trùng kích ba vị trí đầu, điều này cũng làm cho rất nhiều người chú ý, dù sao mỹ nhân lại có thiên phú võ đạo cao như thế tự nhiên càng làm các nàng trói mắt. Nhưng bởi vì quan hệ với Lăng Hàn, tự nhiên cũng không người nào dám đi quấy rối hai nàng. Giao đấu trong chân ngã cảnh, đinh thụ vẫn xếp thứ nhất, trước đó Lăng Hàn vắng mặt, đương nhiên hắn cũng thuận lợi đạt được vị trí thứ nhất tiểu thanh long chiếm vị trí thứ hai, đại hắc cẩu đứng vị trí thứ năm. Một ngày qua đi, lúc này đến phiên hóa linh cảnh, toàn bộ học viện đang có mặt ở nơi này xem lăng hàn biểu hiện. chương 4777, mọi người chờ đợi. Nhìn thấy vô số người chờ mong, thi đấu giữa hóa linh cảnh bắt đầu. Bởi vì lăng hàn không có bài danh hóa linh cảnh, đương nhiên hắn phải bắt đầu đấu đào thải. Khi có lượng lớn chân ngã cảnh đột phá, số người hóa linh cảnh tăng lên rất nhiều, có cả thế hệ hoàng kim chậm chạp không có đột phá, cũng có thế hệ bạch ngân, nghe nói đều đã tu hành tới lục biến và thất biến. Còn có một chút đạo tử thánh địa cường đại cùng thời kỳ với thế hệ hoàng kim, thậm chí còn có rất nhiều hóa linh ngũ biến, có rất nhiều hóa linh lục biến, lang hàn không thể khinh thường. Đương nhiên, sau khi bước vào hóa linh cảnh, cấp độ tu vi đã trở nên trọng yếu, nhưng chất lượng linh thân cũng rất quan trọng, trực tiếp quan hệ đến chiến lược cao thấp. Cho nên, hóa linh ngũ biến bại bởi hóa linh tam biến cũng không phải là chuyện không thể nào, đương nhiên, Hóa linh ngũ biến không có khả năng thua trong tay Hóa linh nhất biến. Số người quá nhiều, Lăng Hàn phải đánh 4 trận đào thải chiến, lúc này mới có thể tiến vào danh sách khiêu chiến. Vòng thứ nhất, vận khí của hắn không tồi, hắn gặp một tên Hóa linh nhị biến, hơn nữa còn không phải đế tử, chính là một đạo tử của Thánh địa. Tên đạo tử này khoảng 200 tuổi, nếu đặt ở bên ngoài thì hắn cực kỳ ưu tú, hơn 200 tuổi đã tới Hóa linh cảnh, trẻ tuổi đến đáng sợ. Nhưng mà đặt trong học viện Tổ Vương, tiến cảnh như vậy là bình thường, còn có không ít hóa linh cảnh mới trăm tuổi đấy. tên đạo tử này tên là ngũ thanh hoài tướng mạo anh tuấn dáng người thon gầy trên người có hai viên đạo tắc hóa thành hình cầu một hỏa một băng vần quanh cơ thể của hắn. đế tử hiên bảo ta mang cho ngươi một câu nói muốn sống tốt nhất tự phế tu vi sau đó chịu đòn nhận tội trước mặt hắn. hắn vừa xuất hiện đã dùng thần thức truyền âm nói lâm hiên lang hàn cười ha ha vậy ngươi cũng mang câu nói cho hắn không bao lâu nữa ta sẽ chém đầu của hắn làm bóng để đá. Muốn hắn tự phế tu vi, vấn đề dễ giải quyết như vậy sao? Nếu ngươi ỉ mạnh khinh người, vậy không nên trách ta không khách khí. Lăng Hàn, ngươi xứng đấu với đế tử Hiên hay sao? Ngũ Thanh Hoài lạnh lùng nói, Hiên đại nhân được trời xanh yêu quý, lúc sinh đã có dị tượng gia trì, bây giờ chưa tới trăm tuổi đã tu hành tới tiểu thừa cảnh viên mãn. Nếu không phải Hiên đại nhân còn muốn đánh vỡ cực hạn vô thượng, hắn đã sớm có thể trở thành tôn giả, Ngươi so với hắn, ngươi còn kém xa. Lăng hàn lười nói nhảm, hắn ngoác ngoác ngũ thanh hoài. Bớt nói nhiều lời, ta chỉ muốn đánh với ngươi. Ha ha, ngươi thật sự ngông cuồng. Ngũ thanh hoài lạnh lùng nói, mặc dù ngươi rất yêu nghiệt, nhưng ta đã là hóa linh nhị biến đỉnh phong. Ta còn mạnh hơn hai tiểu cảnh giới, cho dù thế nào cũng không có đạo lý thua. Hừ, thân thể hắn rung động, hai linh thân xuất hiện. Hắn đã tu tới nhị biến đỉnh phong, bởi vậy, hai linh thân đều giống với bản thân hắn hai linh thân này có điểm khác biệt, đó là một màu đỏ, một màu trắng. Giết, ba ngũ thanh hoài đồng thời tấn trong giao đấu cấm dùng pháp khí, bởi vậy, sáu cánh tay phân biệt diễn hóa xuất ra quyền, trường, trảo, ba công kích mang theo đạo tắc khác nhau, uy lực rất mạnh. Lăng Hàn có ý thử thực lực của đối phương, hắn không có sử dụng linh thân, hắn chỉ xuất quyền linh tiếp. Bành, chỉ một kích, thân thể Lăng Hàn hơi run rẩy, nhưng ba ngũ thanh hoài bị hắn đẩy lui. Cái gì, nhìn thấy cảnh này, mọi người khiếp sợ không nhỏ. Ngũ Thanh Hoài có thực lực gì, tất cả mọi người rất rõ ràng. Thời điểm hắn ở chân ngã cảnh đã tu tới đệ lục hình, hơn nữa là chân ngã hai màu. Bởi vậy, sau khi bước vào hóa linh cảnh, mỗi linh thân có thể cung cấp cho hắn sáu trọng thiên chiến lực, hai linh thân cộng lại chính là thập nhị trọng thiên, hơn nữa ba người liên thủ sẽ có uy lực rất mạnh. Nhưng chính vì như thế, Lăng Hàn còn chiếm thế thượng phong. T, đây là gia hỏa biến thái cỡ nào? Ngũ Thanh Hoài ăn một kích thiệt thòi, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà mất đi ý chí chiến đấu, hắn lập tức ngóc đầu trở lại, trực tiếp vận dụng thánh thuật, ba thân thể vận dụng ba môn thánh thuật hỗ trợ lẫn nhau, từ đó chiến lực cũng mạnh hơn. Thánh thuật gia trì, chiến lực mỗi thân thể đạt tới nhị thập nhất trọng thiên, cả ba liên thủ sẽ tăng phúc lẫn nhau, tổng chiến lực có thể đạt tới nhị thập tam hoặc nhị thập tứ trọng thiên. Lăng Hàn cũng vận dụng thánh thuật đấu với Ngũ Thanh Hoài. Lần này Lăng Hàn thể hiện tu vi thể tu kinh người cho dù ngũ thanh hoài vận dụng chiêu thức gì cũng không thể công phá phòng ngự của lăng hàn sau khi tái chiến vài chiêu ngũ thanh hoài không thể không nhận thua bằng không hắn sẽ thua thiệt lớn lăng hàn mỉm cười hắn đi trở về lần này hắn cũng không có trang bức nhưng mọi người kinh hãi không nhỏ trong tình huống chất lượng linh thân giống nhau người nào cao hơn tiểu cảnh giới sẽ có thực lực nghiền ép nếu muốn mạnh hơn đơn giản tăng thêm một cái linh thân mỗi cái linh thân sẽ gia tăng chiến lược cho bản ngã tăng thêm một hoặc ít đi một sẽ là mấu chốt phân thắng bại nhưng lăng hàn thua kém một tiểu cảnh giới hắn lại không dùng linh thân cũng có thể đánh ngũ thanh hoài cúi đầu nhận thua điều này nói rõ linh thân của hắn cao cấp cỡ nào phàm thai phàm thai con em ngươi mọi người biết rõ bọn họ khẳng định đã bị lăng hàn lừa gạt gia hỏa này tu hành bí pháp nào đó có thể làm cho chân ngã tự thu liếm cho nên nhìn không khác gì phàm thai nhưng thực tế lại là chân ngã bảy màu với thiên phú yêu nghiệt của gia hỏa này hắn tuyệt đối không yếu hơn thế hệ hoàng kim, cho nên chỉ ít cũng là chân ngã bảy màu. Không, thế hệ hoàng kim cũng không có khả năng ở chân ngã cảnh đối chiến với hóa linh cảnh, chỉ ít không thể nào là cấp bậc đế tử. Cho nên, gia hỏa này cực kỳ có khả năng đạt tới đệ cửu hình trong truyền thuyết, nắm giữ chân ngã tám màu. T, tất cả mọi người nghe rằng, đệ cửu hình, cho dù là thế hệ hoàng kim cũng không có ai đạt tới độ cao như vậy. Có sao, có một người nào sao? Chờ xem đi, các ngươi sẽ nhanh chóng biết được chiến lược chân chính của hắn sau vòng đài thải đầu tiên rất nhanh vòng thứ hai lại bắt đầu lần này đối thủ của lăng hàn sẽ mạnh hơn đào thải chiến nha khẳng định là mạnh thắng yếu bại nhưng đối phương không phải đế tử hắn chỉ là đạo tử tên là lưu nhạc hóa linh tam biến vừa vào thi đấu lưu nhạc trực tiếp triệu hoán ba linh thân đi ra sau đó hình thành xu thế bao vây lăng hàn tứ tượng chu tiên trận lưu nhạc quát một tiếng bốn cái thân thể đồng thời xuất thủ tấn công Lăng Hàn. Hắn còn mạnh hơn Ngũ Thanh Hoài một cấp bậc, linh thân của Lưu Nhạc cũng có hai màu, nhưng hắn lại là hóa linh tam biến, lực lượng nguyên thủy cao tới thập bát trọng thiên, thực lực còn mạnh hơn Lăng Hàn, tăng thêm bốn thân thể liên thủ còn hợp thành một trận pháp, tự nhiên sẽ gia tăng chiến lực rất nhiều. Lăng Hàn đón đỡ một chiêu, thân thể hắn chấn động suýt bay ra ngoài. Chiến ý của hắn bạo phát, hắn thét dài một tiếng và phát động đế thuật, đạo tắc vận chuyển, chiến lực tăng lên tam thập trọng thiên oanh, 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 mặc dù lưu nhạc nắm giữ bốn thân thể nhưng vẫn bị lăng hàn áp chế. Cái, cái gì, chương 4778, chèn ép, mọi người giật mình lần nữa, bọn họ đã đánh giá lăng hàn đủ cao, nhưng sau khi đánh mới biết được, thì ra bọn họ còn đánh giá thấp lăng hàn. Lần này rõ ràng, lực lượng của hắn là thập ngũ trọng thiên, phát động đế thuật cho nên chiến lược của hắn tăng lên tam thập trọng thiên. a à, đế thuật không chỉ có thể ra chỉ thập nhị trọng thiên chiến lược sao? là rất kỳ quái, trên người của gia hỏa này, đế thuật lại có thể bộc phát ra chiến lực thập ngũ trọng thiên. Mà những tôn giả kia lại nhíu mày, nhãn lực của bọn họ đương nhiên cao minh nên đã đoán được chân tướng. Tiểu tử này đã bắt đầu đi ra con đường của mình. Cho nên, hắn mới có thể phát huy đế thuật vượt qua người bình thường. Bởi vì, lịch đại tổ vương đều là đi ra con đường của mình, cho nên mới mạnh đến mức chân áp thiên địa. Việc này làm các tôn giả bất an, thiên phú của Lăng Hàn như vậy, hơn nữa còn đi ra con đường của mình chỉ cần thành thánh, hắn chính là cạnh tranh lớn nhất của đế tộc. Thế hệ Hoàng Kim, có lẽ đối thủ chân chính của các người cũng không phải là đa gia Phật hoặc hai vị trong huyết hải, âm hà, mà là một gia hỏa còn chưa bước vào tiểu thừa cảnh. lang Hàn phát động đế thuật bỗng nhiên chiếm thượng phong, hắn không ngừng công kích, lưu nhạc chỉ có thể liều chết, hắn cũng không có sức hoàn thủ. Cuối cùng, lưu lưu nhạc cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Hắn qua hai vòng, đây là thành tích không thể tưởng tượng nổi, cho dù là hệ bạch ngân, thời điểm mới vào hóa linh cảnh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thu hồi ngạo khí, bởi vì hóa linh nhất biến cũng chỉ bộc phát mười mấy trọng thiên chiến lực, làm sao có thể là đối thủ của cao thủ hóa linh cảnh uy tín lâu năm. Dù là đối thủ chỉ là cấp bậc đạo tử, nhưng Lăng Hàn lại là lật đổ tất cả, hắn có thể đánh đạo tử cấp bậc hóa linh tam biến nằm xuống, việc làm cho người tai bất an nhất là gì? Đó là hắn còn chưa dùng toàn lực ứng phó, cho đến bây giờ, Lăng Hàn vẫn chưa vận dụng linh thân, tương đương với việc hắn chỉ sẽ sử dụng một nửa lực lượng thật là đáng sợ, vòng thứ ba, Lăng Hàn lại quật ngã một tên đế tử, hơn nữa người này có tu vi hóa linh tam biến. Thiên linh đế tộc Trình Khánh, Lăng Hàn đã gặp qua tên đế tử này trong chân Long Uyên, lúc trước Trình Khánh là đệ nhất nhân trong chân ngã cảnh, hiện tại hắn đã sớm bước vào hóa linh cảnh, hơn nữa còn tu đến tam biến, chiến lực của hắn mạnh bao nhiêu. Làm đế tử, hắn tỏa ra khí lượng phi phàm, sau lưng còn có ánh trăng tỏa sáng, hơn nữa còn phát ra màu vàng óng ánh. Đây là một đại địch, lăng hàn hít sâu một hơi hắn không dám có chút chủ quan nào đương nhiên trình khánh cũng rất cẩn thận thắng một tam biến đánh thắng nhất biến thì có gì vẻ vang nhưng nếu thua hắn là đế tử sẽ biến thành trò cười cho nên một trận chiến này hắn chỉ có thể thắng không thể thua ba cái linh thân bước ra khỏi cơ thể sắc mặt của hắn nghiêm túc và tỏa ra hào quang rực rỡ điều này nói rõ trình khánh lúc ấy ở chân ngã cảnh đã tu ra chân ngã sáu màu đến chiến đấu hết sức căng thẳng lăng hàn vừa mới giao thủ đã phát hiện lực lượng của mình không bằng đối thủ trình khánh đã tu tới tam biến trung kỳ bởi vậy lực lượng của hắn cao tới nhị thập trọng thiên đế thuật gia trì còn có ba cái linh thân liên thủ chiến lược của trình khánh chỉ ít vượt qua lăng hàn ba trọng thiên phó đạo giới đều công nhận tiêu chuẩn đó là một khi chiến lược tranh lệch ba trọng thiên sẽ có ưu thế nghiền ép quả nhiên trình khánh lập tức chiếm thượng phong chiêu chiêu lăng lệ đánh cho lăng hàn chỉ có chống đỡ tất cả mọi người đều gật đầu cuối cùng cũng có thể áp chế ra hỏa này nhưng nghĩ lại một chút thế hệ bạch ngân cần dựa vào ưu thế hai tiểu cảnh giới mới có thể áp chế lăng hàn chẳng phải nói rõ lăng hàn rất khủng bố hay sao nhưng mà mặc dù lăng hàn lâm vào hạ phong hắn lại không lộ ra vẻ chống đỡ không nổi lực phòng ngự của hắn quá mạnh cho dù bị đánh mấy chiêu thì thế nào giống như bị người ta vuốt nhẹ cũng không tạo thành tổn thương gì nhưng thời gian giao đấu có hạn cũng không thể trèo chống tới khi trình khánh hao hết lực lượng giao đấu sẽ bị cưỡng ép dừng lại đương nhiên sẽ dùng ưu khuyết trên trận đấu mà định ra thắng bại cho nên tiếp tục như vậy lang hàn tất thua lang hàn điều động linh thân của mình đây là lần đầu hắn thể hiện linh thân trước mặt mọi người việc này lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người cho dù là những tôn giả cũng không ngoại lệ nhưng mặc bọn họ nhìn thế nào bọn họ cũng không nhìn thấy linh thân này có gì đặc thù giống như lang hàn trước kia bày ra chân ngã như vậy bình thường ai cũng biết chất lượng linh thân trực tiếp quyết định thực lực của võ giả Lăng Hàn cường đại như thế, chất lượng linh thân của hắn tất nhiên cũng vô cùng kinh người, tại sao lại có thể bình thường như thế được? Gia hỏa này thật sự cẩn thận, hắn vẫn cho linh thân tự thu liếm. Tất cả mọi người lắc đầu, chỉ cảm thấy Lăng Hàn quá cẩn thận. Lại đến, Lăng Hàn và linh thân cùng nhau xông lên tấn công Trình Khánh. Linh thân đi đầu, linh thân do đạo tắc cùng linh hồn cùng tạo thành. Mặc dù có thể tạo thành tổn thương cực lớn với thân thể nhưng bản thân lại không phải thực thể, bí lực khó thương, hơn nữa cho dù bị đánh hỏng cũng không sao, chỉ cần ôn dưỡng trong thức hải, không bao lâu sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên, có thể sử dụng linh thân không kiêng nể gì cả, gần như không cần phải lo lắng. Bành, hủy diệt linh thân đánh ra hai đấm, phân biệt oanh kích hai bộ linh thân của Trình Khánh, lực lượng kinh khủng xô trào, hủy diệt linh thân bị đẩy lui nhưng hai linh thân của Trình Khánh run rẩy kịch liệt và sáng tối chập chờn. Tái chiến, chiến lực của hai linh thân này đã giảm xuống rất lớn. Cái gì? Việc này làm ra đầu mọi người tê dại, tình huống như thế nào, chẳng lẽ linh thân của Lăng Hàn có tác dụng khắc chế các linh thân khác? Nếu không, vì cái gì sau khi đấu một kích lại làm linh thân của Trình Khánh trọng thương, chiến lực giảm mạnh? Người khác xem không rõ, nhưng các tôn giả có tu vi và nhãn lực rất cay độc, bọn họ làm sao không nhìn thấy việc gì đang diễn ra chứ? Linh thân của kẻ này là một lọ ai năng lực đặc thù, có thể khắc chế các linh thân khác. Không sai, linh thân sử dụng quy tắc làm vật trung gian mà hình thành, trên lý luận, quy tắc tạo thành linh thân càng cao uy lực cũng càng lớn nhưng linh thân của đế tử cũng có thể bị khắc chế việc này quá kinh người các tôn giả nhíu mày lăng hàn biểu hiện càng ngày càng kinh người càng ngày càng có khí tượng thành đế mấu chốt là đại đa số đế tộc đều đối địch với lăng hàn tự nhiên không muốn nhìn thấy lăng hàn thành đế nếu không không cần âm phủ xâm lấn bọn họ sẽ bị thanh toán trước tiên chiến lực của lăng hàn chỉ kém trình khánh mấy phần nhưng linh thân lại có lực sát thương vô địch từng quyền đánh ra Ba linh thân của Trình Khánh trọng thương, đối phương không thể không thu vào, thu hồi vào trong thức hải ôn dưỡng. Kể từ đó biến thành Lăng Hàn và hủy diệt linh thân liên thủ chiến Trình Khánh, cũng khó nói trước thắng bại. Vào lúc bọn họ chưa phân thắng bại, lúc này thời gian chiến đấu đã hết. Các tôn giả thương nghị, phán quyết Lăng Hàn bại trận. Chuyện này rất không công bằng, trận đấu đang ngang tay nhưng Lăng Hàn sử dụng tu vi nhất biến chiến đấu với Trình Khánh tu vi tam biến, tại sao lại phán Lăng Hàn thua? Hắc hắc, vì chèn ép Lăng Hàn những đại nhân vật này đã không cần mặt mũi. chương 4779, người mới siêu cấp. Lúc này, Lăng Hàn chỉ cười nhạt một tiếng. Chiến lực của hắn có thể địch lại thế hệ Bạch Ngân như Trình Khánh, cho dù hắn vượt qua bốn vòng đào thải, hắn có thể đi khiêu chiến nhưng chưa chắc sẽ thắng. Bởi vì những người bị khiêu chiến đều là đế tử đã ngoài hóa linh ngũ biến, thậm chí còn có thể hệ hoàng kim. Nếu như chỉ yếu hơn hai tiểu cảnh giới, Lăng Hàn tự tin có thể nghiền ép, nhưng tranh lệch quá lớn, hắn có yêu nghiệt cũng đành chịu, dù sao những người này đều là thiên tài đương đại. Cho nên, ngược lại không chiếm được tài nguyên tu luyện thì có gì cần để ý. Hư danh, hắn không đặt vào mắt, lại nói, hắn yêu nghiệt còn cần những bài danh này chứng minh hay sao. Làm cho Lăng Hàn phiền não chính là, hiện tại hắn nên đi đầu thu hoạch tài nguyên tu luyện. Học viện tổ vương tạm thời đừng suy nghĩ, cho dù hắn đạt tới tam biến hoặc tứ biến, hắn có khả năng tiến vào 10 hạng đầu hay sao. Như vậy, âm hồn, Lăng Hàn lại lắc đầu, khi bị đa gia Phật cường lực chấn áp, đại quân âm phủ đã co lại và tiến vào Sơn Hải Thiên, hắn muốn đi qua giết âm hồn, hắn sẽ bị giết trong vài phút. Ám vân địa ngục, cũng có thể, sinh mệnh bản nguyên của hắn đã chữa trị, mặc dù tổn thất thọ nguyên không thể bù đắp nhưng hắn vẫn có thọ nguyên rất dài, hắn có thể tiêu hao được. Nhưng mà, hiện tại hắn biết rõ trong, ám vân địa ngục có một vị chuẩn đế, hơn nữa hắn nghĩ tới nguyên đạo thạch xuất hiện từ không đến có, chẳng phải cũng có liên quan tới vị này hay sao? suy nghĩ tỉ mỉ tới điểm này hắn không dây vào phiền toái như thế mới tốt vậy làm sao bây giờ đâu trái cũng không được phải cũng không được chẳng lẽ dựa vào chính mình khổ tu như vậy sao mặc dù học viện tổ vương được rất nhiều thánh nhân cải tạo lực lượng thiên địa nơi này nồng đậm đạo tác hoạt bát cảm ứng rất nhẹ nhõm nhưng đây chỉ là nhân tố hoàn cảnh mà thôi cũng không thể thay thế tài nguyên tu luyện cho nên còn phải đi xem nơi nào có di tích cổ mở ra hắn có thể vớt thêm thu nhập và tìm tài nguyên tu luyện hắn vừa lưu ý tin tức trên tinh võng, hắn lại không ngừng tu luyện trong học viện. Nhưng trước đó các thế hệ bạch ngân hóa linh cảnh đều kêu gào, chờ lăng hàn sông lên hóa linh cảnh sẽ cho hắn biết thế nào là lợi hại. Quả nhiên, sau khi tháng lần này, bọn họ công bố thực lực của lăng hàn ra ngoài, thỉnh thoảng sẽ có người từ ngoài tới khiêu chiến, tất cả đều là đế tử ngoài hóa linh tam biến. Chẳng phải bọn chúng muốn dùng tu vi đè người hay sao? Hơn nữa, luận bàn còn diễn ra tại nơi trận pháp áp chế, cái gọi là công bằng chính là muốn nhắm vào tinh bộ của Lăng Hàn. Đối mặt loại khiêu khích này, Lăng Hàn rất hờ hứng, hắn lại không ngốc, biết rõ tất thua còn đi đánh, hắn ngu như vậy sao? Nhưng hắn không ngừng vứt bỏ chiến đấu như thế cũng làm cho rất nhiều người tạo thành chuyển biến đột ngột, cho rằng hắn nhát gan nhu nhược, đây chỉ là luận bàn mà thôi, cũng không giết người hay đánh tàn, người không có dũng khí đánh một trận hay sao? Nữ hoàng, đại hắc cầu đều không cam lòng thay Lăng Hàn, rõ ràng chịu đái ngộ bất công nhưng tại sao biến thành Lăng Hàn đối lý? lăng hàn cũng không thèm để ý chút nào đáp lại tất cả những việc này biện pháp tốt nhất chính là thực lực chờ lấy cũng không lâu lắm đinh thụ đã đột phá không phải là đệ thập hình mà là hóa linh cảnh hắn trung quy vẫn từ bỏ nếu gặp chết đệ thập hình có khả năng đời này hắn sẽ dừng lại ở chân ngã cảnh ngược lại nha từ trước đại đế đều chỉ là đệ cửu hình thậm chí chỉ là đệ bát hình mà thôi lão lão đại hắn cũng là người có chơi có chịu sau khi đột phá liền đến tìm lăng hàn lăng hàn nhoẻn miệng cười gật đầu ân tiểu đinh không được gọi ta như vậy đinh thụ buồn bực nói tốt tiểu thụ lăng hàn biết nghe lời phải đinh thụ càng buồn bực nhưng người ta là lão đại hắn có thể làm như thế nào hiện tại ta nhận ngươi là lão đại nhưng giao đấu giữa chúng ta còn chưa kết thúc đinh thụ nói nếu cảnh giới của ta vượt qua ngươi như vậy ngươi sẽ phải nhận ta làm lão đại được rồi lăng hàn gật đầu hắn đi con đường trí cường hắn cũng không cho rằng có ai vượt qua mình nhiều nhất chỉ đánh cái ngang tay mà thôi. Hơn nữa, hóa linh cảnh chỉ là điểm móc nối với chân ngã cảnh, cho nên, đinh thụ chỉ ít cũng phải đợi tới tiểu thừa cảnh mới có thể cạnh tranh với hắn lần nữa, bởi vì khi đó sẽ có khởi điểm khác. Đinh thụ vừa đột phá, tiểu thanh long thuận lý thành trương trở thành người thứ nhất trong chân ngã cảnh, nó cũng cực kỳ dám thúi, phách lối không ai sánh bằng. Nữ hoàng, hổ nữ cũng bước vào chân ngã cảnh, đồng thời cũng duy trì trạng thái gia tăng tu vi nhanh chóng. Vào ngày hôm nay, hắn đang tản bộ trong học viện hắn muốn xem có thể đốn ngộ hay không đáng tiếc đốn ngộ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu không phải hắn muốn là được hắn đi suốt nửa ngày cũng chỉ ngắm sơn sơn thủy thủy mà thôi còn tốt bên cạnh hắn còn có hổ nữ nữ hoàng và trì mộng hàm xem như bồi tiếp gia nhân đi dạo a à, nhiều người chạy ra cửa làm gì thế đột nhiên hổ nữ tò mò nói trong thời gian ngắn ngủi như thế bọn họ chỉ ít nhìn thấy không ít người vội vã đi về một hướng tất cả đều đi tới cửa học viện đi xem một chút, đi xem một chút. Hồ Nữ Hưng phấn nói, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, bốn người đi tới cửa học viện. Sau khi tới mới làm bọn họ ngạc nhiên, tại sao nơi này nhiều người như vậy? Lăng Hàn hỏi một chút mới biết, thì ra có người muốn bái nhập học viện, nhưng người này rất ngông cuồng, muốn xem học viện tổ vương có tư cách thu nhận hắn hay không. Bởi vậy, hắn ngồi ở cửa học viện, yêu cầu đánh nhau cung cấp, nếu có người có thể thắng hắn, như vậy hắn mới có thể gia nhập học viện. Khốn kiếp, cao ngạo như thế. Lăng Hàn bốn cái đều là kinh ngạc, gặp được loại này cuồng nhân, trong học viện những cái kia đại lão cũng nhịn được. Người này chỉ là chân ngã cảnh mà thôi, các ngươi có nghe nói thiên điểu đế tộc hay không? Bên cạnh có người nói, câu nói này hắn nói với chỉ mộng hàm. Chỉ mộng hàm suy nghĩ một lúc, dường như nghĩ ra. Hậu duệ của thiên điểu thánh hoàng, a à, bộ tộc này đã vài trăm triệu năm không có tin tức. Không sai, thiên điểu đế tộc đã biến mất cách đây thật lâu nhưng bây giờ lại hiện thế. Người kia gật đầu, chẳng lẽ người khiêu chiến là đế tử của thiên điểu đế tộc? Chỉ mộng hàm lập tức liên tưởng, người kia lại lắc đầu, người này là con rể của thiên điểu đế tộc, lần này do một vị thánh nhân của thiên điểu đế tộc dẫn đến, cho nên, mặc dù đại lão học viện rất khó chịu nhưng cũng không tiện nói gì. Chỉ mộng hàm cảm thấy kỳ quái, người này còn ngồi tại đó, chẳng lẽ còn chưa bị đánh bại? Đúng là đúng thế, người kia cười khổ, nói, gần đây có rất nhiều yêu nghiệt xuất hiện, gia hỏa này đã thắng liền 17 trận, không có người nào tiếp được 10 chiêu của hắn. Thật lợi hại, dù sao đây chính là học viện tổ vương, còn có nhiều đế tử đế nữ nhưng không ai địch lại 10 chiêu của hắn. Hắn tên là gì? Chỉ mộng hàm lại hỏi. Ha ha, chỉ thiên tử ngươi nhất định nghe qua tên của hắn. Người kia nói, gương mặt đầy khẳng định. Ồ, chỉ mộng hàm kinh ngạc, nói. Là ai? Thủy nhất,